Bây giờ bắt đầu nhá. Cái bộ này là tôi muốn có những bộ tổng quan thôi, tổng quan về phần lập trình Python trong trong chương trình 9-10. Và tôi sẽ nói tổng quan về cái chương trình nó gồm có những gì và sẽ nhấn mạnh một số cái điểm chú ý. Tất nhiên là một cái buổi có 2 tiếng để làm nó tỉ mỉ được, chỉ nó tôi nói sơ qua tất cả mọi thứ, không nói kỹ cái gì cả, và sẽ dừng lại ở một cái vài điểm mà theo tôi là quan trọng ta phải chú ý nhé. Thì đầu tiên là các bạn đang nhìn thấy trên mình của tôi đúng không nào? Đó là cái màn hình của tôi thôi, nhưng mà các bạn chú ý là khi mà chúng ta dạy cái phần này ở trong chương trình tin 10 ấy, thì các bạn phải cài đặt tối thiểu là cái bản Python gốc, tức là cái này này. Các bạn vào đây là cái icon của nó nhé. Các bạn vào cái trang là vào cái site là python.org, và ở đó các bạn tải về cái phiên bản gốc lõi, gọi là tạo gọi là cái Python lõi nhé. Thì nó sẽ cài nó lên cái này. Thì đây là cái biểu tượng của cái phần Python lõi. Thì ở trong cái này này là nó có đủ cái phần giao diện chính mà chúng ta vẫn dạy hàng ngày. Và ở trên này nó có một cái chức năng để chúng ta có thể soạn thảo lập trình ở trên đó. Tuy nhiên thì cái phần soạn thảo lập trình của cái bản này này thì nó không tốt lắm. Cho nên là theo tôi khuyên là chúng ta nên cài một cái phần mềm soạn thảo riêng, lập trình riêng. Thì tùy các bạn thôi, nhưng mà tôi hay dùng cái bản này. Thì cái bản này là cái bản Win Personal 8 này. Win Personal là cái trang là winware.com nhé. Thật ra chúng ta có thể cài các bản khác, nhưng đây chúng tôi có bản, đây là bản Tony, bản kém hơn, tôi được kém hơn một chút nhưng mà nó nhỏ gọn. Và cái bản nữa là cái bản Visual Studio Code cũng được, bản này cũng được. Cái bản Visual Studio Code thì là nó của Microsoft thì nó cũng tốt ấy, nhưng mà giao diện thì không hay lắm. Còn Tony thì nó hơi cũ quá, nó đơn giản hơi cũ quá và nó không mạnh. Còn cái bản mà tôi định nghĩ các bạn cài là cái bản này này. Thì cái bản này là bản rất là mạnh, rất mạnh. Thì đối với chúng ta thì nói luôn nhé, ở trong lớp ấy, chúng ta đa phần chúng ta sẽ dùng cái phần này để chúng ta dạy. Còn cái phần này này, cái phần lập trình này thì ở những bài cuối cùng hoặc là phần dạy thi học sinh giỏi ấy, như thi học sinh giỏi chúng ta cần cái này nhé. Đó, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu mô tả phần chính của hôm nay này. Thì đây là cái giao diện bật lên, nó sẽ vào một diện như này. Thì đây là cái giao diện người ta gọi là giao diện tương tác, hay nó gọi là Python Shell, cái mô hình tương tác, là mô hình mà chúng ta gõ lệnh trực tiếp trên màn hình của Python. Thì đây là cái mô hình mà chúng ta sẽ thường xuyên dạy học sinh trên cái mô hình này. Các bạn thấy nó có 3 cái dấu lớn hơn, chính là con trỏ của Python. Thì chúng ta có lệnh lên, chúng ta có lệnh và enter là chạy nhé. Đây là cái mô hình mà chạy từng lệnh một trực tiếp trên màn hình, hay là người ta gọi là mô hình tương tác, hay gọi là cái mô tiếng Anh gọi là Python Shell. Thì chúng ta gõ từng lệnh một và bấm enter để thực hiện nó. Ví dụ tôi gõ lệnh 6 với 8 chẳng hạn, thì nó ra cái đáp số là 14. Ví dụ như là 4 này nhân với 6 thì ra là 24. Là mũ nhá, 7 này, mũ 100 thì nó ra như thế này. Đây là như vậy, đây là một cái giao diện rất là dễ dạy, và chúng ta thực hiện đa số phần chương trình tin 10 của chúng ta đấy. Thì theo tôi là chúng ta phải dành khoảng 70-80% thời gian là dạy trên cái môi trường này. Cho nên đây là một điểm rất đặc biệt của Python so với ngày xưa chúng ta dạy Pascal hay C. Dạy Pascal hay C thì chúng ta sẽ ngay từ buổi đầu tiên phải vào ngay cái chương trình lập trình rồi, và là chúng ta phải lập trình, và chúng ta lập trình xong dịch xong chạy. Như vậy với học sinh là rất là khó hiểu. Chung là chính như vậy mà cái Pascal và C một phần làm cho học sinh khó hiểu là chính vì nó rất là khó tiếp thu ngay từ buổi đầu tiên mà vào lập trình. Còn đây thì không, chúng ta dạy thẳng trên cái màn hình này thì học sinh nó rất là dễ tiếp thu, như là một cái màn hình lệnh thôi. Chúng ta như là một cái máy tính ý, như là một cái máy tính Casio chẳng hạn, chúng ta gõ lệnh và bấm enter là chạy luôn. Nên các bạn chú ý nhé. Thì như vậy là cái Python, đầu tiên nói luôn thì Python là cái phần mềm nó có chính vì nó có cái màn hình tương tác này, chính vì có cái màn hình Python Shell này,
cho nên nó giúp chúng ta dạy học sinh rất là dễ, dễ hơn hẳn là so với Pascal và C. Là điều tôi nói là đầu tiên thì chúng ta là nó luôn bị ý đầu tiên là chúng ta tăng cường cho học sinh luyện tập trên cái giao diện này bằng cách như sau này. Ở trên lớp thì nếu trên lớp có một máy tính thôi, chúng ta thường xuyên gõ học sinh lên bảng, cho học sinh gõ trực tiếp trên máy của giáo viên nhé. Hoặc là chúng ta cho đồng ý cho học sinh là cài cái Python này ở trên máy tính bảng hoặc trên máy điện thoại di động. Thì trên khi chúng ta cài cái bản trên điện thoại di động ấy thì nó cũng có cái màn hình tương tác này. Thì ở trên lớp giáo viên gõ như thế nào thì học sinh dễ gõ như vậy. Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì như vậy tôi nhắc lại một chút, như vậy là cái đặc điểm đầu tiên muốn nói với các bạn là cái em này. Đây có cái hình này chúng ta chú ý nhé. Thì đặc điểm đầu tiên mà tôi muốn nói thì các bạn chú ý là cái Python này nó có hai cái môi trường nhé. Một cái môi trường là nó là môi trường tương tác nhé. Môi trường tương tác. Đây là môi trường hoàn toàn mới so với Pascal này. Là môi trường là gõ lệnh trực tiếp. Hay cái này nó gọi là cái tiếng Anh nó gọi là Python Shell nhé. Và cái thứ hai là cái môi trường lập trình, môi trường soạn thảo lập trình. Môi trường soạn thảo lập trình. Soạn thảo lập trình. Và trong môi trường này thì chúng ta sẽ làm việc với những cái tệp mà có cái đuôi là pi như thế này. Thì giống như là đối với Pascal chúng ta làm việc với cái file là file đuôi pass. Đúng không? Với C chúng ta làm việc với cái file là đuôi là C hoặc là CPP đúng không? Thì đối với em soạn thảo lập trình chúng ta cũng làm như vậy, là có cái đuôi là pi như thế này, thì nó làm cái file text bình thường thôi. Những cái điểm khác biệt giữa Python và Pascal và C là với Pascal và C nó chỉ có mỗi môi trường này thôi, nó không có cái môi trường này. Nhưng mà là nó rất là khó dạy. Mà đối với học sinh, bắt đầu học sinh thì chúng ta đa số chúng ta dạy như cái này nhé. Chị bạn chú ý, quan trọng lắm. Cái này điểm rất là khác biệt. Chúng ta đa số làm việc trên cái môi trường là tương tác như vậy nhé. Rồi. Thế như vậy chúng ta như vậy tôi vừa nói xong cái phần tổng quát là chúng ta thấy là cái khác biệt. Đầu tiên là cái sự khác biệt khi dạy Python so với Pascal C nó là như vậy. Và chúng ta nói luôn cho học sinh biết ngay từ đầu là có hai môi trường như vậy để cho học sinh biết như vậy và để học sinh biết được à như vậy. Ban đầu chúng ta có dạy chơi cái này nhưng mà học sinh sẽ biết được à nó có một cái môi trường nữa là cái môi trường lập trình. Thì chúng ta sẽ dành cho nó ít thời gian hơn và thỉnh thoảng chúng ta cho học sinh làm bài tập hay làm cái ứng dụng cụ thể, chương trình cụ thể trên cái môi trường soạn thảo lập trình nhé. Thì như vậy cái môi trường tương tác, cái môi trường lập trình này là cái song hành của Python. Nhưng mà đối với học sinh mà bắt đầu học ấy thì chúng ta làm việc chính những trên cái môi trường tương tác này. Còn sau này khi mà học sinh khá lên rồi, học sinh thạo rồi thì sau này nữa chúng ta sẽ không cần cái này nữa, trong tương lai là không cần cái này nữa nhé. Trong tương lai là chỉ cái này thôi. Như ví dụ như lên lớp 11 chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không dùng cái không dùng cái này nữa, hoàn toàn sau này chúng ta sẽ không dùng cái này nữa. Và chúng ta sẽ dùng hoàn toàn là trên trên cái môi trường này, đó là trong tương lai. Nhưng mà khi mà bắt đầu dạy thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái môi trường tương tác. Nói như vậy chúng ta hình dung được cái sự khác biệt để mà tiếp cận với cái ngôn ngữ này nhé. Còn về cái môi trường lập trình này này trình là nhá, thì tôi nói luôn này, thì ở ngay trên cái giao diện này này ở đây này cũng có chức năng là lập trình bằng cách chúng ta vào cái file và vào new file hay edit hay là mở file đây này, thì nó có chức năng lập trình ở đây. Đây chính là hình lập trình của cái thằng Python gốc đây, mà theo tôi nó không thật là nó rất nhiều nhược điểm ở cái trình này, cho nên là để học bắt đầu thì cũng được thôi, nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn một chút nữa thì chúng ta nên nên chuyển sang cái môi trường lập trình nó chuyên nghiệp hơn một chút là cái này. Tôi muốn nói các bạn chính là cái này nhé. Đây là cái môi trường cái một phần mềm mà theo tôi là đơn giản nhất, nhẹ, rất là nhỏ gọn mà nó là miễn phí hoàn toàn. Vấn đề là miễn phí nhé, nó khá là chuyên nghiệp. Để chúng ta vào xem một chút cái giao diện này. Đây là giao diện mà dùng để soạn thảo lập trình Python giống như là soạn thảo lập trình trình Pascal và C vậy. Ví dụ Pascal chúng ta có Turbo Pascal, còn
Còn C thì chúng ta có cái đây cái bảng cụ tôi đang làm. C thì chúng ta có cái deep C chẳng hạn, thì đây đây là nhé. Đấy, đây là cái giao diện của nó đây. Để tôi đóng lại, tôi chạy lại. Đó, thì đây là giao diện của nó. Chúng ta có thể new một cái file, mở file đây này. Rồi nhé, chúng ta new một cái file này. Đấy. Để mình không to cho tay cho anh nhìn nhé. Không to này. Ở đây này. Chúng ta có lệnh xong. Có lệnh đây xong rồi thì chúng ta bấm nút này này là để chạy. Thì kết quả nó ở dưới này, kết quả nó lưu dưới này, thông ra dưới này. Nhưng mà nó rất thuận tiện, nhìn ở đây ở bên này là nhìn ở bên này là nhìn thấy đây là phần code nhé. Ở dưới này là kết quả nhé. Và cái phần này nó có tính năng rất là mạnh, là nó có tính năng là như là gỡ rối này, có tính năng rất nhiều tính năng khác. Đặc biệt nó có tính năng là tự động hoàn thiện cái lệnh. Chúng ta gõ một nửa lệnh nó tự động hiện ra và nó hoàn thành cho chúng ta. Rất là thuận tiện, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi nó bắt đầu bây giờ mình vừa đấy mới xong cái phần ban đầu thôi. Bây giờ tôi bắt đầu nói sang cái phần chính của chương trình nhé. Đấy. Thì toàn bộ cái chương trình tin 10 thì theo tôi nó sẽ nó gồm như này. Theo tôi nhé, theo tôi là nó sẽ bao gồm toàn bộ cái phần tin 10. Tin 10 nhé. Tức là nôm na là cái phần gọi là lập trình cơ bản đấy, Python. Thì chúng ta nó có thể tạm thời chia làm các nhóm sau đây này. Cái nhóm thứ nhất là phần giới thiệu Python, cái thứ chung về về Python nhé, các kiểu dữ liệu cơ bản cho xong ở đây, các kiểu dữ liệu cơ bản, các lệnh vào ra rồi là khái niệm là biến, đúng không? Biến là lệnh gán. Đây là cái nhóm đầu tiên. Thì nhóm này là nhóm cái lệnh đầu tiên của Python, nó rất đơn giản mà nó rất dễ hiểu và nó giống như là Pascal và C. Phần này tôi sẽ cho sau, nó khá đơn giản. Cái nhóm kiến thức thứ hai là các cái lệnh điều khiển chính nhé, các cái lệnh điều khiển lập trình chính ấy của Python, giống như là Pascal và C, gồm có lệnh lệnh if là một, lệnh for là hai và lệnh while là ba nhé. Lệnh if là câu lệnh rẽ nhánh, for là lệnh lặp với vòng lặp cố định, còn while là lệnh lặp với vòng lặp không cố định, sẽ dừng lặp điều kiện cho trước. Thì ba lệnh này là chúng ta rất quen rồi, rất quen Pascal rồi, trên phần này cũng rất là dễ, cũng rất là dễ. Theo tôi là cả hai phần này đều là dễ. Bây giờ sang đến nhóm thứ ba là theo tôi là cái nhóm này, theo tôi là nhóm phức tạp nhất, là cái nhóm này là dễ nhầm lẫn nhất, là chúng ta sẽ học sâu về hai kiểu dữ liệu chính, mà hai hai kiểu dữ liệu chính nhé, trong là kiểu dữ liệu là tiếng Anh nó là list nhé, tiếng Việt nó gọi là dãy, chứ là dãy hay là danh sách, đúng không, hay là mảng. Cái kiểu dữ liệu này là tương ứng với là kiểu dữ liệu mảng ở trong 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 Pascal, và hai là kiểu dữ liệu là string. Đây là kiểu dữ liệu là sâu. Đấy. Thì mặc dù là kiểu dữ liệu list là danh sách, là mảng và sâu đều có ở trong Pascal và C rồi. Tuy nhiên cái sự khác biệt giữa giữa list giữa giữa dãy và sâu ở trong trong Python nó rất là khác so với Pascal. Thì chỗ này là chỗ rất là dễ nhầm lẫn và tương đối khó. Thì cái phần thứ ba này là theo tôi là phần rất rất quan trọng, vì hầu hết tất cả các bài tập hôm nay, các bài tập liên quan đến để học lập trình ấy, đều nằm trong cái nhóm này hết. Rồi là cái phần thi học sinh giỏi nữa là đều nằm trong này hết. Cho nên cái phần thứ ba này theo tôi là khó, mặc dù là nó rất nhiều điểm chung với cái phần phần Pascal. Thì nói chung là những phần nào chung thì các bạn phải dạy rất rất là dễ thôi, nhưng mà chúng ta chú ý chúng ta phải nắm được những sự khác biệt để khỏi nhầm lẫn sang cái Pascal. Tôi biết là rất nhiều người là nhầm lẫn chỗ này, rất nhiều người là không hiểu lắm, cho nên là cứ cứ tư duy là điện cứ mang cái Pascal sang đây là sẽ bị sai hết nhé. Cái nhóm thứ tư mà sẽ được học là nhóm là hàm và chương trình con.
hàm và chương trình con. Thì cái phần này là phần theo tôi là rất đơn giản và gần như là giống hệt với Pascal và C. Tuy nhiên nó có những điểm khác biệt rất là đặc biệt, rất là khó. Những điểm khác biệt này đều là phần nâng cao cả, không có ở trong chương trình. Những phần có trong chương trình là những phần mà nó giống với Pascal và C. Còn những phần mà nó khó hẳn, nó khó lên mà nó vượt ra ngoài ấy, rất là sâu sắc luôn đấy, thì nó lại không có ở trong chương trình. Cho nên chúng ta phần này thì tôi sẽ tiện ta lỡ tôi sẽ nói sơ sơ qua về cái này và cũng sẽ đưa ra cho các bạn một vài điểm khác biệt một chút để chúng ta hình dung một thôi, và hướng dẫn cho các bạn là các bạn nên đọc thêm như nào. Vì cái phần này là phần rất là sâu sắc, của vô cùng sâu sắc của Python nhé. Một trong những cái phần mà theo tôi là khó nhất và hay nhất của Python chính là cái phần hàm này nhé. Và phần cuối cùng là cái phần mà là phần gỡ lỗi nhé, kiểm thử và gỡ lỗi. Kiểm thử và gỡ lỗi thì phần này là phần mà thực sự ra nó rất là khó, nhưng mà như trong chương trình nó chỉ có một dòng thôi mà thường nó ngắn, chứ thông thường ở các sách giáo khoa nó chỉ viết một hai bài thôi. Thì phần này theo tôi là cái phần tương đối phụ, chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Còn thực sự mà kiểm thử như thế nào, gỡ lỗi ra làm sao, thì là theo tôi là một phần rất là khó và nó vượt xa cái chương trình của chúng ta. Thì phần này là phần mà theo tôi là phần tương đối phụ. Như vậy là trong chương trình chúng ta phần 1, 2, 3, 4 là các phần chính nhé. Trong đó tôi nhấn mạnh là phần 3, 4. Phần 3 là phần kiến thức chính, còn phần 4 là phần rất quan trọng vì tất cả lập trình là phải thông qua hàm rồi, cho nên là 3, 4 là phần quan trọng. Đó. Như các bạn lập trình Pascal rồi, các bạn thấy là phần 3, 4 chính là phần phần quan trọng. Đúng không nào? Còn phần 1, 2 thì là phần đơn giản rồi, đó là phần rất là cơ bản. Đấy chưa? À, thì đây chúng ta để ta hình dung được như vậy, toàn bộ cái chương trình lập trình của cái lớp 10 này nó cũng giống như là tương tự như là cái chương trình lập trình Pascal của lớp 11 cũ đấy, nó gần như giống hệt. Rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi sẽ tổng quan một chút về tất cả các 1, 2, 3, 4 này, và tôi sẽ dừng nhiều hơn ở cái chỗ mà theo tôi là đặc biệt quan trọng và nó có sự khác biệt so với Pascal. Nó đặc thù cho Python tôi sẽ dừng lại, còn chỗ nào mà nó giống tôi sẽ bỏ qua, chúng ta tôi sẽ không nhắc lại nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm việc lại trên ở trên cái này nhé. Cái này tôi đóng đóng cửa sổ mình lại đây. Thì đây là thì đầu tiên là nhưng mà đây chúng mình vừa nói xong là những cái toán từ của nó này, phép này, phép trừ này, phép nhân này. Này cái này là phép thực nguyên, thì là cái này nhé, hai dấu này là phép nguyên giống như cái lệnh deep của Pascal. Phép này là phép mà lấy số dư, lệnh giống lệnh mode đúng không? Nhóm lệnh này là cái lệnh lấy lũy thừa. Còn với sâu thì nó cũng có phép so sánh như là bình thường, so sánh là dấu lớn hơn này, nhỏ hơn này, lớn hơn hoặc bằng này, đúng không nào? Lớn hơn hoặc bằng này. À, dấu bằng giá trị và dấu khác này. Đúng không nào? Ngoài ra thì với kiểu dữ liệu logic thì nó có các phép toán như là phép toán n này, phép toán là o này, phép toán là not này. Đây là cái mà nó giống hệt với tất cả các ngôn khác, chứ nó không tất nhiên là những cái chữ của nó, các cái từ của nó không phải nó khác nhau, đúng không nào? Rồi thế bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta bắt đầu mô tả tiếp theo nhé. Đầu tiên là khái niệm biến và lệnh gán, thì tôi mô tả đây mô tả lệnh này giống giống như trong C, tôi mô tả lệnh chỉ bằng 10 nhé. Các bạn thấy ngay là đầu tiên là thấy ngay sự khác biệt là gì, là lệnh tạo biến ở trong lệnh gán ở trong Python chúng ta không cần khai báo biến đấy. Điểm đặc biệt đầu tiên khác biệt nhé, khai báo biến. Ở trong Pascal là trong C là bắt buộc phải khai báo trước thì cho biến gán, phần này là chúng ta không cần khai báo. À, như vậy là cái biến x sẽ được xác định kiểu sau khi khai báo, sau khi gán. Khi tôi viết là x bằng 10 thì máy làm như sau, là chú ý nhé, máy sẽ tạo ra một đối tượng là 10 là số nguyên ở trong bộ nhớ, sau đó máy sẽ gán vào x, hay là đúng hơn là máy máy làm máy xạ từ x trỏ vào cái đối tượng 10, và tại thời điểm đó thì x nó được gán là kiểu số nguyên. Cho nên là
cái này là sự khác biệt hẳn so với cách cách quản lý biến ở trong Pascal và C nhé. Ở trong Pascal và C là như sau: khi tôi biết x bằng 10 thì tôi phải khai báo trước x là số nguyên chẳng hạn, thì khi đó máy sẽ tạo ra một cái bộ nhớ, vùng vùng nhớ ở trong trong ở trong 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 máy tính, và cố định vùng nhớ đó và đặt tên vùng nhớ đó là x gì. Sau đó là máy đặt cái số 10 vào vùng nhớ đó. Cho nên là như vậy là cái sự khác biệt rất là lớn giữa Python và Pascal và C là như sau. Đối với Pascal và C là máy xác định ở bên trái trước nhá, xác định x gì trước, sau đó mới đặt cái 10 vào x gì. Đấy, nên là đó là đối với Pascal và C. Còn ở với Python, máy tạo là bên phải trước, sau đó mới trỏ cái x này vào đối tượng đó. Cho nên là hai cái là nó rất là khác nhau. Cái này là cái đi sống, cái này những cái nó mà tôi vừa nói thì nó không có ở trong không có ở trong trong trong, trong sách đâu, nhưng mà các bạn chú ý nhé, khi mà tôi khai báo x chỉ bằng 10 nhé, lệnh gán này, tôi mô tả chữ chỉ bằng 10 nhé, thì ở trong Pascal và C là như sau này: mình sẽ tạo ra một cái vùng nhớ đặt tên là x gì. Đây cả đây là cả cả cái bộ nhớ đấy nhé, nhớ đây. Máy tạo ra một cái vùng nhớ có địa chỉ đó là ở đây chẳng hạn, và máy gắn nó là 10, đặt là 10 luôn ở đây. Đấy, thì đó là cái đây là cái máy tạo và gắn nó là 10. Như vậy là máy phải tạo cái bộ nhớ x gì trước, đặt cứng cho bộ nhớ, sau đó máy đặt là 10. Đấy, thì như vậy đây là cách mà nôm na là với Pascal và C là máy là gì, xác định bên trái trước, đúng không nào? Phải như vậy, vì muốn xác định bên trái trước thì máy phải 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 khai báo kiểu, sau đó thì máy đặt cái số 10 này vào vùng nhớ. Còn ở bên với Python thì như sau, máy máy làm ngược lại nhé, là máy là tạo một cái đối tượng là 10, một cái object có giá trị là 10 ở trong bộ nhớ tạo trước nhé, tạo trước. Đấy. Sau đó x thì là một cái tên, máy chọn nó vào như này. Như vậy này, với cái hình này chúng ta có thể, nếu mà cái này hơi 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 xa một chút so với chương trình nhé, là có thể nói được ở trong trong Python thì mọi biến đều là con trỏ hết, đều là con trỏ. Nhưng mà ở trong Pascal không, Pascal là biến biến biến, biến trỏ và biến thường là riêng. Biến thường là cái biến thường là cái biến mà là nó làm nó chính là một vùng của bộ nhớ. Còn bên này thì không phải, bên này là biến là một cái tên thôi, là một cái name, và nó chọn vào cái một đối tượng của bộ nhớ. Như vậy, chính vì vậy cho nên là như sau nhé. Đây là bây giờ tôi khi mà tôi đã khai báo như này rồi đấy, đây này tôi khai báo như này nhé. Đấy, thì bây giờ tôi có thể kiểm tra xem lệnh ai kiểm tra xong chỉ là cái kiểu gì, thì nó ra kiểu này, đây là kiểu in, thấy không này, đây là cái chữ class gọi bỏ qua đây nhé, bỏ qua cái từ class thì chúng ta để chữ in thôi. Như vậy là in là chính là số nguyên, nhưng mà x kiểu của x là kiểu số nguyên. Bây giờ tôi lại viết lại nhé, tôi lấy x gì bằng như này, bằng là abc như này, được đấy. Thế như này thì máy lại tạo ra một đối tượng là abc và x gì sẽ trỏ sang abc, và bây giờ x gì là kiểu khác rồi. Như vậy là trong là kiểu string rồi, str là kiểu string. Do đó cho nên là như vậy trong Python là gì, là cái kiểu của biến được xác định tại thời điểm gán, đúng không nào? Và một biến có thể nó nhận trước kia là trước đây thì là kiểu kiểu in, xong đến lát sau nó lại kiểu kiểu string. Bây giờ tôi lại gắn này x bằng là 1.2 chẳng hạn, thì bây giờ kiểu của nó là kiểu gì, x đây kiểu của nó là kiểu float, float là số thực nhé. Như vậy tôi mẹ suy ra là trong chúng ta vừa xem là in này kiểu số nguyên này, float là kiểu số này, và str là kiểu string, kiểu sâu. Thì những kiểu như là số nguyên, số thực hay là kiểu string là những kiểu là dữ liệu là cơ bản, dữ liệu cơ bản của Python. Tôi mô tả thêm một dữ liệu cơ bản khác nhé, là kiểu dữ liệu là logic. Đây tôi viết là 5 này lớn hơn 2 thì nó là một biểu thức logic, nó sẽ trả về giá trị là đúng hay là sai. Cái enter này nó trả lời là true. Bây giờ 5 thì tôi lớn hơn 6 thì nó trả về là false. True false là hai giá trị của kiểu dữ liệu là bool. Bây giờ tôi viết là b bằng
4 lớn hơn 2 nhé. Thì bên là mà tôi sai bên nó ra là kiểu gì? Kiểu bool. Đó, như vậy bool là một kiểu dữ liệu cơ bản, là kiểu dữ liệu logic. Như vậy tóm lại gì? Tóm lại là ở trong Python chúng ta chú ý như sau, là nó các kiểu dữ liệu cơ bản gồm có 4 kiểu trong mà trong sách giáo khoa sẽ viết nhé, là các kiểu dữ liệu cơ bản. Chúng ta nhớ cái này nhé, các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python nhé. Kiểu in là một, là kiểu số nguyên nhé, kiểu float, float kiểu số thực, kiểu bool là kiểu gì, kiểu logic đó, kiểu logic, và kiểu str là kiểu gì, là kiểu sâu nhé. Thì đây là bốn cái kiểu loại, bốn bốn kiểu dữ liệu cơ bản mà sẽ được học sinh đi làm qua ngay từ cả bài đầu tiên, chứ không phải là về sau. Thì đây là những cái, theo tôi là những cái phần rất cơ bản mà rất rất là dễ hiểu, học sinh là hiểu được ngay, vì nó không có gì cả, nó không có gì là nó không không gì là khó cả nhé. Dự cái bool này nó hơi khó một chút thôi, nhưng mà cũng không, nó không phải là quá khó, vào phim làm quen ngay với đó nhé. Thế bây giờ chúng ta ở đây chúng ta dừng một chút, tức là cái trong sách mô tả rồi là cái cách khai báo biến ở trong Python này như sau này. Trong Python nó giống như là C, là cái biến nhớ là phân biệt chữ hoa chữ thường, cái này là khác với Pascal nhé. Hai là điều kiện thứ hai là nó chỉ bao gồm chữ chữ cái, tức là chữ cái đấy, bảng chữ cái tiếng Anh đấy, và chữ số và cái dấu gạch dưới, và không không cùng các ký tự khác. Và điều kiện thứ ba là nó không bắt đầu bằng bằng chữ số. Và tất nhiên có một điều kiện nữa là nó phải khác với các từ khóa. Trong Python nó có một lớp các từ khóa chúng ta phải chú ý, thì biến không được trùng với từ khóa như lệnh if này. Nó là một từ khóa thì chúng ta không thể đặt ra làm cái biến được nhé. Là tổng bảy là cái báo lỗi ngay. Vì là cái if nó là một từ khóa. Cái bản thân cái từ true này cũng là một từ khóa này. False cũng là một từ khóa nhé. Thì là cái này bằng 10 là máy nó báo lỗi ngay nhé. Báo lỗi ngay. Đó. Thì như vậy là biến là không bắt đầu bằng số, thì là 1 AB mà bằng không là lỗi này. Thì bắt đầu bằng số này. Bắt đầu bằng chữ thì được. A này, 1 2 3 4 này thoải mái này. Đấy. Là chúng ta bắt đầu bằng gạch dưới cũng được, gạch dưới. Vô tư nhé. Như vậy là cái biến ở trong ba chân là như vậy. Để tôi cho các bạn xem cái hình của của các cái từ khóa ở trong trong Python đây này. Đây là các từ khóa nhé. Đấy. Thì các bạn phải cố gắng học và phải tự học rồi là cũng không dễ lắm. Khi nào mà các bạn nhìn thấy các bạn hiểu hết tất cả cái này thì coi chúng ta nắm khá khá Python đấy, tất cả các từ này nếu các bạn là biết được hết. Chú ý là trong các từ khóa này có ba cái từ, là bắt đầu bằng chữ hoa, là từ false đây là f hoa nhé, từ none n nhé, và từ true. Thì false và true thì hiểu rồi, đó là hai cái dữ liệu chính của cái đặc biệt của cái kiểu dữ liệu là bool, là logic ấy. Còn none này hơi đặc biệt này, cái none này nó tương đương, cái none này là tương đương là cái từ null, từ nin của Pascal và từ nun của C, nó là tương đương với khái niệm rỗng. Tuy nhiên là nó tương đương về mặt ý tưởng thôi, về mặt còn cụ thể hơn nó sẽ khác. Các bạn học sâu hơn các bạn sẽ thấy. Thì nhưng mà cái lớp 10 này hoàn toàn không dùng đến cái nan này nhé. Lớp 11 trở lên thì có dùng cái nan này. Khi bắt đầu chúng ta học sâu hơn về thuật toán thì bắt buộc phải dùng cái nan này. Rồi như vậy chúng ta hình dung là nó không 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 có nhiều đâu. Các bạn cứ làm bài tập thật quen, nó mà nó sẽ quen ngay. Khi nào mà chúng ta nhìn vào đây cho thấy à chúng ta quen hết cả cái từ này rồi thì chúng ta ok đấy. Như vậy chúng ta đã nắm được khá khá cái Python rồi. Bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo, là nó sang về hai cái lệnh rất quan trọng, là hai cái lệnh là vào ra cơ bản, lệnh print và lệnh input nhé. Lệnh print là đưa dữ liệu ra, lệnh input là đưa dữ liệu vào từ bàn phím nhé. Thì lệnh print đây, lệnh print là nó có dạng như này, nó gọi là viết thường nhé, đi ra 12 này, 16 này, hay là cái đó này là mẹ này, như vậy đi ra là nhiều nhiều giá trị cùng một lúc
trên 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 hàng ngang như này, máy nhân ra là 12, 16 mã nhé. Như tôi viết là x gì bằng bằng 10, y bằng 12, bằng 18 chẳng hạn. Tôi thì viết là print x y cộng y chẳng hạn. Hoặc là như này, hoặc là viết là name bằng, ví dụ nhé, à như vậy là tên đứa em có tên là Hà, người ta viết là tên xin chào Hà nhé, tên này nó thì đấy, tin rằng tin rằng là bạn chú ý nhé, là lệnh tin này là giữa hai cái biến này, giữa hai cái tham số là xin chào là một và name là hai này, giữa chúng là có dấu cách này. Chứ chúng ta trước đây là nhiều người không để ý là cứ 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 viết này là sai này, viết này là bị sai, thế viết như này là sai, thế ví dụ nhé, chúng ta cứ nghĩ là không dấu cách, chúng ta viết này là sai này, chúng ta viết này là sai nhé, thế này, thế nó không dấu cách, chúng ta viết này là bị sai nhé, là nó sẽ bị, là nó sẽ bị cắt ra hai lần liền này, này, này bị sai nhé. Cho nên là phải như này mới đúng này, đây thế này thì đúng hoàn toàn nhé. Như vậy là giữa các cái dữ liệu mà truyền vào hàm print ấy, là không dấu, là tự động nó sẽ chèn vào ở giữa các dấu cách, cho nên là chúng ta cứ viết thẳng thành thành một hàng thôi nhé. Đó thì đó là cái lệnh print. Lệnh print cho phép in ra nhiều giá trị và có thể thậm chí in ra cả một cái biểu thức, ví dụ là print. Đây là biểu thức đây này, đó. Thoải mái đúng không? Đây, print này, print 2 này, mũ là 100. Thấy không nào? Thoải mái. Đó là lệnh print, lệnh đưa dữ liệu ra. Còn lệnh input là đưa dữ liệu vào. À, chỗ này thì lệnh này là lệnh input như sau nhé. Lệnh input này. Lệnh input là lệnh mà nó có một tham số thôi. À, là cái, nó làm như một cái hàm ấy, có một tham số thôi, là một cái sâu bất kỳ, thì máy sẽ hiện sâu đó ra và yêu cầu người dùng nhập dữ liệu sau sâu đó và trả lại giá trị, là cái hàm input này trả lại giá trị đó. Thì input là như sau nhé, với lại một số cũng nào hai chấm, thì sau đó input thì máy sẽ hiện ra dòng chữ là nhập một số, nhưng mà là nó sẽ viết, nó sẽ nhập sát vào cái sâu này, chúng ta viết sát ra chỗ này đó nhé. Máy sẽ hiện ra dòng chữ là nhập một số, sau đó là có dấu cách và chúng ta sẽ nhập một số vào đây, đây là 89 chẳng hạn. Máy sẽ trả về cái gì, ta ấn thử nhá. Đấy, thì máy sẽ trả về là một sâu. Anh chúng ta chú ý có hình này là một sâu nhá, đây là một sâu này. Như vậy là lệnh input là lệnh luôn luôn nhập vào là một sâu, chứ không phải là dù thế nào chúng ta nhập vào số nữa thì vẫn vẫn đầu ra của nó vẫn là một sâu. Đây là cái sự khác biệt của input. Đối với Pascal và C thì ngay từ buổi đầu tiên chúng ta mới tính dễ dàng nhập vào lại là n số trên một hàng ngang, nhập vào là 5, 10, 15, nhập vào thoải mái, máy hiểu ngay. Nhưng mà đối với Python thì không như vậy. Ví dụ tôi nhập vào hai số trên bàn phím chẳng hạn. Ví dụ tôi nhập vào ba số nhé, ví dụ này input. Đây ví dụ thôi, input nhé. Đây. Nhập số. Có số là từ một hàng ngang đấy, nhớ nhé. Enter này. Enter nhé. Còn là 14 này, cách này, 9 này, 10 này. Thì máy sẽ trả lại là một cái sâu, một cái sâu là 14, số cách 9, 90. Và ở đây chúng ta chưa thể tách được là 14 riêng, 9 riêng, 90 riêng. Cho nên đó là cái, như vậy đối với Python thì cái việc nhập dữ liệu nó sẽ phức tạp hơn một chút so với Pascal và C. Thì mà các bạn chú ý rằng phải sang cái bài sâu quý tự thì chúng ta mới học được cách là tách các cái số này ra khỏi một sâu, lúc bây giờ mới học được cái chuyện là nhập nhiều số từ bàn phím. Còn cái bài đầu tiên của trong sách giáo khoa chỉ là học chuyện nhập một số thôi, nhập như nào đây nhá, nhập mà ví dụ nhập một số thôi thì đây nhập như này này, nhập một số như này nhé, thì nhập vào là 89, là sâu 89. Làm sao mà để chuyển sang 89 được, chúng ta phải dùng cái hàm này chuyển đổi. Thì chính những cái hàm như là hàm in, mà các bạn thấy bản thân cái từ in này, từ float này, nó là cái từ là tên của những cái dữ liệu chính, là str này hay là bool này, bản thân nó là những cái hàm hết. Int là cái hàm bản thân nó, cái hàm để chuyển đổi dữ liệu từ kiểu khác sang kiểu in,
từ kiểu float, từ kiểu số thực hay là từ kiểu số từ kiểu sâu sang in sang số nguyên. Cái hàm float là cái hàm mà chuyển đổi từ số nguyên và sâu sang số thực. STR là cái hàm chuyển đổi từ số sang sang sâu. Còn bool là cái hàm chuyển đổi từ các loại khác sang sang đúng và sai. Đấy, như vậy là bản thân những này là những cái hàm. Do đó khi mà tôi muốn nhập một cái số nào đó tôi làm như sau. Đây. Nhập số n bằng phím chẳng hạn, thì là n bằng input. Cái hàm in này nhé. Để tôi sau đó tôi mở ngoặc tôi mới input như thế này, là nhập một số nhé, nhập số nguyên hai này. Đấy. Ngoặc trong này là ứng với lại input, bên ngoặc ngoài là in. Như vậy là chúng ta phải lồng hai hàm như này để hàm bên trong là nhập một cái số từ bằng số nguyên đây. Nhưng mà khi nhập vào thì máy sẽ hiện ra là máy sẽ trả lại là một sâu và chúng ta dùng hàm in này để chuyển đổi sang 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 số nguyên. Đấy, mình tôi enter nhé, chạy này. Đấy, nhập là 78 chẳng hạn thì máy sẽ nhập vào cả giá trị là sâu sâu 78, máy dùng hàm in để chuyển đổi sang 78 và trả về là n. Đấy, n này, n chỉ là 78. Được chưa? Vậy thì như vậy chúng ta vừa mới làm quen với cái việc nhập dữ liệu. Nếu mà nhập số thực thì tương tự như vậy. Như vậy chú ý nhé, khi chúng ta nhập số nguyên ấy mà chúng ta có số thực ấy, thì máy báo lỗi ngay. Đây, tôi nhập là 78 thì máy máy báo lỗi nhé. Cái hàm in này, nó chỉ chuyển đổi được nó chuyển đổi được từ sâu thôi, từ sâu như này nhé. Đây. Sâu ví dụ như là 12 như này, đấy, như là số 12 thì đúng đấy. Còn nếu mà chúng ta đổi như này thì lỗi này, đổi là 12 1 9 này phải báo lỗi. Như vậy khi mà chúng ta mà nhập mà đây hạ lệnh này này, nhập từ bàn phím này mà chúng ta nhập vào số thực ấy thì máy sẽ trả lại một sâu giống như thế này này thì máy báo lỗi. Chỉ là chú ý nhé. Thì cái lệnh nhập dữ liệu ở trong Python là hơi hơi phức tạp hơn một chút so với nhập dữ liệu của Pascal và C. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ như vậy tôi vừa nói xong cái phần cái nhóm nhất ấy, trong cái nhất. Và tôi dừng lại đây và tôi sẽ chạy thử một chương trình đơn giản thôi là nhập một cái số từ bàn phím, sau đó là sẽ in ra cái số ta vừa nhập nhé. Đây. Tôi làm ví dụ tôi làm như vậy thôi. Đây. Đây tôi tạo ra một cái new một cái tệp mới rồi. Giờ tôi đóng lại nhé. Đóng lại này. Vì tôi làm lại nhé. Đây. New này. Như một cái file mới nhé. Và tôi có phóng to. Phóng to này nhé. Thì tôi viết là n bằng input in nhé. Input này. Nhập dữ liệu, nhập số nguyên nhé. Chúng ta sẽ em pin số cái số n này lấy đơn giản nó có hai lệnh thôi. Bây giờ Python nên là chương trình của Python là chương trình thông dịch, nó chạy từng lệnh một. Đấy, nó khác với em nó khác với Pascal. Pascal thì là nó lên là nó và nó dịch toàn bộ các cái lệnh ra mã máy xong nó mới chạy. Vậy nó phải thông qua hai bước, không gọi là trình trình biến dịch mã máy bình thường, còn thằng này là thông dịch, nó dịch từng lệnh một. Cho nên bây giờ là cái chúng ta có hai, tôi chạy thử nhé, vì tôi cũng tôi ghi lại này, B1 chẳng hạn nhé, B1 nhé, đây, tôi chạy thử nhé, bấm lên chạy này, chạy ra thông báo này kết quả này, nhập số nguyên này, tôi nhập là 100 chẳng hạn, máy ra là 100 đây, nhé. Giả sử tôi làm sai nhé. Giả sử tôi viết nhầm cái pin này, tôi viết là chữ hoa chẳng hạn, thì máy sẽ vẫn chạy lệnh một là đúng rồi, vẫn chạy lệnh một, xong chạy sang lệnh hai thì máy mới báo lỗi. Chúng ta chú ý nhé, đó, thì nó khác với Pascal. Pascal thì không không có chuyện là sai một lệnh mà là chạy đâu, là nó kiểm tra tất cả và nó dừng lại hết và nó bắt sửa đúng tất cả các lệnh thì nó mới chạy, thì nó mới chạy ra máy nó mới chạy. Còn đây được không? Chạy thử nhé. Đây. Như vậy là đây là chúng ta đang chạy, đây là lệnh một đấy, đây này này, tôi nhập vào đây là 100 chẳng hạn, máy mới ra là 100 lệnh,
này thì mày báo lỗi nhé, mày báo lỗi này, mày thông báo là cái name print là không, là không có. Như vậy đối với máy tính là cái print này là nó không hiểu vì chúng ta viết viết sai cái p này, chúng ta phải sửa lại là nhỏ thì mới đúng. Thử nhé, trở lại này, 200 chẳng hạn. Đây là một cái bài đầu tiên thôi để chúng ta demo cho học sinh là có thể chạy đến cái bài tập đơn giản như thế này. Nhưng mà nhắc lại là trong những cái bài tập đầu tiên, phần đầu tiên dạy của bản thân chúng ta sẽ không không quan tâm lắm, không không tập trung quá nhiều vào cái phần lập trình soạn thảo này, mà chúng ta tập trung vào cái phần này đây và cái diện này cho nên học sinh rất là dễ hiểu. Rồi tôi biết tôi sang phần thứ hai của cái là ba cái lệnh rất cơ bản, là ba cái lệnh lõi, là ba lệnh điều khiển chính, lệnh if, lệnh for và lệnh while. Thì ba lệnh này vì nguyên lý nó giống hệt lệnh if, lệnh for, lệnh while của Pascal và C. Tuy nhiên có những điểm khác biệt sau đây, và tới đây là bắt đầu có sự khác biệt rất là lớn này. Chúng ta bây giờ chúng ta mà cùng nhau làm thử nhé. Ví dụ ta làm như sau này, bây giờ cho trước một số n, tôi cho trước số n đấy nhé, rồi tôi sẽ làm như sau. Nếu mà n là chẵn thì tôi in ra cái dòng chữ là chẵn, nếu n là lẻ thì in ra dòng chữ là lẻ, thì đó là lệnh input là lệnh if, là như vậy. Nhận dãy nhánh là nếu, nếu mà thì đúng không, bây giờ if này, n là chẵn, là điều kiện chẵn là gì, là n chia cho hai số dư mà bằng không, n là chẵn. Vậy là sau lệnh if là một cái điều kiện giống như là các, giống như là các ngôn ngữ khác. Nhưng mà chú ý sau lệnh này, sau lệnh điều kiện này thì là một nhóm lệnh, mà một nhóm lệnh thì ở trong Pascal là begin end đúng không nào, ở trong C là mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, còn ở trong Python là như sau, là phải enter xuống dòng đấy, các bạn chú ý rất đặc biệt, và thụt vào là 4 space. Thì ở đây là máy đã thụt sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta nhìn quan sát rồi. Như vậy chúng ta khi chúng ta bấm hai chấm xuống dòng là máy thụt vào rồi, và chúng ta sẽ làm liên tục những cái lệnh này, khi nào mà hết thì chúng ta lại cho con trỏ lùi ra ngoài nhé. Thì chúng ta viết là print n phải là số lẻ này, là enter. Bây giờ hết rồi, tôi sẽ lùi ra, tôi bấm bấm một con trỏ sang trái, 1 2 3 4 và tôi viết else. Cũng lại hai chấm xuống dòng. Đấy. Cái điểm rất là khác biệt của cái lệnh là bắt đầu liên quan đến gọi là các nhóm lệnh ấy, block lệnh, thì tất cả các block lệnh của Python đều là hai chấm xuống dòng, các bạn chú ý nhé. Chính như vậy mà trong cái chương trình của Python là nó viết nên viết trông rất đẹp, nó thẳng hàng với nhau và nó trông rất là có cấu trúc. Chứ nó cái này là điểm rất là mạnh hơn rất nhiều của Python so với Pascal và C nhé. Đây, Pascal và C thì sao nhỉ? Nhầm, đây là số chẵn, chữ này là chẵn đúng không? Chẵn, đây là số lẻ đúng không? Em chạy thử này, đấy là số lẻ. Thế là như vậy là chúng ta if và else nhé, giống hệt như là Pascal, nhưng mà khác biệt là hai chấm xuống dòng mà thụt vào đó. Chúng ta chú ý một cái chương trình Pascal, các bạn thấy là nếu mà người người, người viết mà là người viết mà là có gọi là có học thức ấy, hay là viết cẩn thận ấy, họ viết cho thẳng hàng các cái begin end thì nhìn cũng dễ, nhưng mà đa số là không như vậy. Đa số là họ viết begin end là cứ loạn cả lên, nhưng mà nhìn rất là khó kiểm tra một chương trình viết trên Pascal và hay là C cũng vậy. Không biết là cái begin này ứng cái n nào không thể biết được, nhưng mà đây trong trong Python rất là rõ ràng, rất là sáng sủa, và đây là một điểm rất là mạnh của Python. Thì tới đây sẽ một số người sẽ hỏi ngay, là sẽ nói ngay à, như vậy là Python tuy là xuống dòng thật, xuống dòng mà viết đẹp thật, mà nó sẽ là rất là dài. Đáng lẽ là và Python là mỗi lệnh là một dòng cơ, lại càng dài nữa đúng không nào? Còn Pascal có thể viết nhiều lệnh trên một dòng, sau các lệnh là cách nhau bởi dấu chấm phẩy, còn cái thằng này là xuống dòng mà lại phải thụt vào như này nên là càng 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 dài. Thì tôi nói luôn là trong Python nó có rất nhiều những cái lệnh, nó gọi là lệnh viết tắt ấy, nó giúp cho cái lệnh rất là ngắn, cực ngắn luôn, thậm chí là chỉ là ngắn hơn cả C và Pascal, mà cái đó là nói sau nhé.
Như vậy đây là cái lệnh, đây là cái lệnh lệnh if đúng không nào? Bây giờ tôi mô tả tiếp sang cái lệnh for. Bây giờ giả sử tôi cần in ra các số để cho nó dễ nhé. In ra các số từ 0 đến 99 thì làm như thế nào? Thì đúng ra là bình thường là theo Pascal là for i bằng 0 to n trừ 1 xong do gì đó nó in ra, thì bây giờ làm như sau. Trong 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 Python là for i in range, là cái này mình lại mới đây, in range n. Lệnh này cái for i in range n nó tương đương với là for i bằng 0 to n trừ 1. Thì như vậy là cái range là cái gì? Range là bản thân nó là một cái hàm là nó trả lại giá trị là một dãy các số, mà range n là từ 0 đến n trừ 1 nhé. Mình là hai chấm xuống dòng và print. Nếu bây giờ chúng ta và đóng nhận lại, in ra thành 100 dòng rất là dài. Bây giờ tôi muốn in trên một hàng ngang làm như nào cũng được, thì lệnh print nó có thêm một cái em để chọn nữa như này. Chúng ta gọi dấu phẩy rồi gọi chữ n bằng, thì máy làm như sau, máy sẽ in ra số cách nhau bởi dấu cách và trên một hàng ngang. Enter này. Như vậy là đây các bạn thấy đấy, là như vậy là cái lệnh print nó có thêm một cái này nữa. Thì cái này chúng ta cứ khi học sinh chúng ta công nhận đấy nhé, còn không cần biết sâu. Cái này mà muốn sâu hơn thì phải sang cái phần hàm số, mà ngay trong hàm số của phần hàm số của cái phần hàm của tin 10 cũng không nói cái này, không có cái này. Khi mà chúng tôi ngày xưa tôi viết cuốn sách tin 10 thì tôi đưa cái này vào vào trong hội đồng thẩm định bắt bỏ ra ngoài, kêu là khó quá. Nhưng mà trong sách tin 10 của chúng tôi là không có cái này luôn. Thì cái này các bạn cứ đưa vào cho học sinh, bắt học sinh là phải học thuộc lòng thôi. Như vậy là nó không có cái n này, không có cái con số này, thì là in 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 xong thì là xuống dòng, còn có cái này in xong là không xuống dòng. Anh hiểu tương lai như vậy nhé, là cái lệnh này là lệnh rất hay sử dụng luôn nhé. Đó, thế bây giờ tôi muốn làm mạnh hơn nhé. Tôi muốn in ra các số từ 0 đến trong khoảng 0 đến là trừ 1, nhưng mà là chia cho 3 thì làm như nào? Đây là in tất cả nhé. Bây giờ làm lại là for i in range n hai chấm xuống dòng, in ra những số mà chia cho 3, tôi dùng là if đúng không, i chia cho 3 bằng 0 thì tôi mới in ra. Vậy nó cũng đơn giản, không có gì. I phải n bằng, nhưng mà là for đây nhá, hai chấm này, xuống dòng chuột vào đây, vào đây if đấy nhá, if đây là hai chấm nữa, xuống dòng nữa thu vào lần nữa. Như vậy là lệnh if này này là nằm trong cái nhóm lệnh của for, lệnh print này này là nằm trong cái nhóm của if, nhưng thu vào hai lần nhé. Nhìn vào nó rất là sáng sủa luôn nhé. Ngay enter này in ra những số mà không lớn là nhỏ hơn 100 mà lớn lên mà chia cho 3, khá đơn giản đúng không? Thì như vậy cái hàm range này là cái gì? Hàm range này là cái hàm mà là theo nó chính là cái hàm, chỉ là cái hàm. Các bạn thấy ở trong tương lai đấy, là ở trong Python thì cái hiệu là hàm hết, chẳng có gì là không, nó không là hàm. Các bạn thấy ở phía trên nhé, kiểu dữ liệu là in này, float này, bool này, str đều là hàm hết, đều là hàm, hàm in là hàm nhé. Thì ở đây cái range là một cái, thật ra là nó là một kiểu dữ liệu hay là một cái hàm được. Như vậy là range là mô tả một cái dãy số mà rất hay dùng ở trong cái lệnh for. Thì range này thì, nhưng mà range mà n hay là ví dụ tôi range là 100 chẳng hạn, thì là range là dãy số từ 0 đến 99. Thì tổng quát của đây là như thế nào? Tổng quát của đây là start, và cuối cùng là stop, là dãy các số bắt đầu từ start và đến stop trừ 1 thì dừng lại. Được chưa? Thì đây tôi lấy ví dụ như là tôi 10 chẳng hạn, đến 100, đây là cái dãy số từ 10 đến 99 thì dừng lại. Đấy, lấy ví dụ như vậy, hàm lên tổng quát.
Còn tổng quan nữa là như sau nhé, tổng quan nữa là như thế này là start, stop, mà step nữa. Là bước nhảy nó nữa, bước nhảy bắt đầu từ start, muốn là nhảy nhảy bằng step và kết thúc trước stop, không phải trước stop nhưng mà trước stop nhé. Đó, đó là lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ là và vẫn cái hàm kia nhưng mà tôi làm như sau. Bây giờ tôi bây giờ tôi in ra các số từ 100 và cho đến 11 nhé. Tôi làm cho nó gọi là đi lùi nhé, làm như sau. For i in range, bắt đầu từ 100 đúng không? Từ 100 lùi xuống đến trước 10 thì là 10, sau đó là trừ 1. Đây là cái này mà. Đây là cái range, đây là ngược lại nhé, đây là start này, đây là stop này, đây là trừ 1 nhưng là cái bước đó là bước trừ 1. Thì cái start nó phải lớn hơn là cái stop nhé. Đây. Đây. Nó bắt đầu từ 100 và đến 11 đây. Như vậy là nó bắt đầu từ nó là start này, đây là stop này, đây là trừ 1 là các cái bước nhé, step đây là step nhé. Như vậy là đây là chính là cái, như vậy là với cái hàm range n này thì là cái bước là chính là for i bằng gì đó to, còn chỗ này ứng cái này là for i bằng gì đó sẽ là down to, đây là chính là down to, nên step của trừ 1 nhé. Tổng quát có thể step bằng bất kỳ một số nào đó nhé. Đấy, như vậy đây là cái hàm for. Bây giờ tôi nói sang tiếp theo là cái đây gọi đây là cái lệnh lặp với số lượng lặp là cố định. Bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo là cái lệnh while, hoàn toàn tương tự như là lệnh while, là cái lệnh là vòng lặp không cố định, phụ thuộc vào một cái điều kiện nhé. Ví dụ tôi lấy n bằng 100, bây giờ in ra tất cả các số thì n lùi xuống đến không dừng lại nhé, hay đến một được thì không được nhé. Thì tôi làm như sau này, while n mà lớn không thì tôi còn làm. Đây là gì, đây là in ra tất cả các số, phải được in ra tất cả các số mà từ n cho đến một thì dừng lại nhé. Như vậy là while điều kiện thì máy sẽ kiểm tra điều kiện là đúng thì máy thực hiện, không 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 được dừng lại thì không được đúng, đúng thì thôi thì nó dừng lại ngay. N này ra nữa, n dùng hàng ngang cho nó dễ, tôi hình nhé, mà là n bằng n thì một. Và nó sẽ ra là từ n chuyển một, tức là một từ 100 đến một nhé, là cho một hàng ngang. Như vậy là lệnh while đây, while thấy không nào? Như vậy lệnh while là cái lệnh mà nó dừng lại khi mà cái điều kiện này là sai, điều kiện này là sai nhé. Chuyện chúng ta chú ý với lệnh while này, nếu mà điều kiện này mà luôn đúng ấy thì nó sẽ chạy vĩnh viễn luôn. Tôi lấy ví dụ như này, tôi cho k bằng bằng không nhé, và tôi while true, cho true này ấy. Cái này là luôn là đúng, cho nên là lọc này sẽ là hiện, là dùng lệnh tin này, k này, n này, bản thiết là k bằng k cộng 1. Này nó in ra là 0, 0, 1, 2, 3, 4 và nó in vĩnh viễn luôn. Vì sao? Là vì điều kiện lặp này là luôn đúng này, true này. Chúng ta chú ý nhé, và mình chạy thử nhé, và có thể nó chạy, các bạn có thể đi chơi về một ngày sau nó vẫn chạy như này, chơi ở trên máy tính, khi nào mà hết pin thì thôi. Đấy, chúng ta thấy. Như vậy chúng ta chú ý những cái lệnh mà liên quan đến while là phải chú ý lệnh điều kiện sau sau while là phải lại một con C nhé. Như vậy là while điều kiện sau là hai chấm xuống dòng lại thụt vào. Như vậy là tất cả ba lệnh if, lệnh for, lệnh while đều nó đi liền với các cái nhóm lệnh, và đã nhóm lệnh là phải hai chấm xuống dòng thụt vào, thế là điểm khác biệt. Còn tất cả những việc khác thì là giống hệt như vậy nhé. Thì riêng đối với lệnh for và lệnh while thì chúng ta có thêm hai cái từ khóa là break, là từ khóa khi gặp break là tức là dừng lại, thoát ra khỏi vòng lặp. Và lệnh thứ hai là lệnh continue, chúng ta biết rồi thì rất là dễ, giống như là phát ra hay là t continue là trong vòng lặp, nếu gặp continue thì lập tức là quay trở về vòng lặp tiếp theo, không mà không đi tiếp ở bên dưới nữa.
Vậy là hai lệnh này là hai cái từ khóa, làm từ khóa ở trong trong Python, được chưa? Được rồi. À, bây giờ tôi sẽ nói sang cái gì? Tôi nói sang à, bây giờ tôi thôi được, tôi quên một điều nó không nói, là tôi nói sang một chút về cái lệnh gán nhé. Lệnh gán trong Python này như thế này. Mà ngoài cái đối với Pascal và C, chúng ta để biết là nó có cái lệnh, chúng ta gọi là cái lệnh gán đồng thời đúng không? Như x thì bằng y bằng bằng z bằng không. Này là này, hiểu rồi, cái này thì giống nhau. Tuy nhiên ở trong trong Python có cái lệnh hay hơn nhiều, nó gọi là lệnh đa gán. Đa gán là như này này, là x y nhưng mà lại bằng 10 12. Đấy. Đây là lệnh thay đổi rất đặc biệt, rất hay của Python. Nó cho phép gán đồng thời là 10 bằng x và 12 bằng x bằng 10 và 12, và y bằng 12, x bằng bằng 10 và y bằng 12. Đây là lệnh rất đặc biệt. Lệnh này là lệnh rất là sâu sắc, rất là sâu sắc của Python. Và ở đây nó gọi, chúng ta gọi lệnh đa gán thôi, nhưng mà hiểu sâu xa ra nữa thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng mà thôi bây giờ tôi không không nói được, đến phần sau tôi sẽ nói lại. Nhưng mà để nói luôn nhé, thì lệnh đa gán này nó giúp chúng ta làm cái gì? Nó giúp chúng ta là như này, nó giúp cho làm cho ví dụ tôi muốn đổi chỗ hai vị trí của hai x và y nhé. Thì ở trong Pascal và C chúng ta đều mô tả cái lệnh đổi chỗ là như sau. Chúng ta phải dùng một cái biến phụ nữa, ví dụ như là tem chẳng hạn, và tôi gán tem bằng xì này đổi chỗ nhé. Xì tôi gán tem bằng xì, xong tôi gán xì bằng y, thì sau lệnh gán x bằng y thì xì sẽ mất đi và y tôi phải gán bằng tem. Sau lệnh này là sẽ đổi chỗ được hai vị trí của hai số xì và y. Bây giờ xì nó là 12 rồi, y nó là. Như vậy là ở trong cái lệnh cũ của Pascal chúng ta phải dùng ba lệnh đúng không nào? Thế bây giờ ở trong trong Python thì chỉ cần dùng một lệnh thôi, là như này là x phải y bằng y. Đây chính là cái lệnh mà mình đổi chỗ, bây giờ x là 10 rồi này, và y bằng. Như vậy là cái lệnh mà đổi chỗ hai vị trí ở trong các ngôn ngữ khác ấy, là rất dễ hiểu là như này. Nhưng mà đối với Python thì rất đơn giản nữa, chỉ cần một lệnh thôi là làm được đó. Thì đây là ghi là đây là lệnh đầu tiên các bạn biết, là cái lệnh mà gọi là lệnh viết tắt ấy. Nôm na là như thế, là viết rất là ngắn, anh nghĩ là viết dài thì viết rất là ngắn và rất là dễ hiểu. Thì lệnh này thì nếu mà chúng ta mà cứ tư duy vào mà suy nghĩ thấy rất khó hiểu. Vì sao lại ở đây tôi gắn y bằng x rồi thì x nó mất rồi, thì bây giờ tôi gắn y bằng x bằng y đây thì nên thì sao mà làm được như vậy? Nhưng mà suy nghĩ theo kiểu tư duy theo kiểu cũ thì không giải thích nổi vì sao lại được như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta tư duy theo kiểu mới hơn thì chúng ta sẽ hiểu ngay. Tôi sẽ trả lời nhé, bạn nữa cuối chương trình thì trả lời xem là thời gian nó rất là logic, rất là dễ hiểu thôi, nhưng mà phải cần thêm một vài kiến thức khác nhé. Rồi thì bây giờ tôi nói sang bây giờ là như vậy, thế nên là tôi vừa nói tổng quan xong hai cái phần đầu tiên tôi nói lúc nãy đấy. Tôi vừa nói xong hai cái phần đầu tiên là cái phần giới thiệu chung và các lệnh được được hiển chính nhé. Bây giờ tôi nói sang hai kiểu dữ liệu chính là list và string, và chúng ta sẽ nhấn mạnh cái điểm khác biệt giữa giữa Python và Pascal và C. Thì list là một kiểu là cái dãy dữ liệu, thì nó tương đương với là dãy, tương đương với là mảng, nhưng mà vì tiếng Anh nó là list thì chúng ta dịch là danh sách. Nhưng đến sang năm đến lớp 11 ấy, các bạn sẽ phải dùng list này mà các bạn dùng gọi nó là mảng. Nhưng mà cái từ dãy từ mảng nó là một hết nhất, tức là tiếng Việt thôi. Còn tiếng Anh thì là cái từ, vì cái từ mảng này là người ta dịch là từ cái từ array, thì ở trong Pascal và C nó dùng gọi dùng là array thì nó gọi gọi là mảng. Cho nên nhiều người nghĩ là như vậy là cái danh sách này là khác mảng. Mà thế là nó là một nhé, nó là một hết. List này nó chính là mảng ở trong Python, còn string nó là sâu nhé. Rồi thế bây giờ tôi nói sang cái kiểu như này, về về tổng thể nó rất là giống mảng và sâu như bình thường, cho nên là về tổng thể là nó cũng dễ, không gì là khó cả. Tuy nhiên chúng ta phải chú ý những điểm khác biệt nhé. Đây đầu tiên là nó nói về mảng nhé, là về về danh sách nhé, thì chúng ta sẽ
khác biệt giữa mảng và giữa danh sách ở trong Python và mảng ở trong Pascal và C là như sau này. Cái khác biệt thứ nhất là không phải khai báo, cái này là giống như là mình biến một không phải khai báo này. Hai là không cần khai báo trước độ dài, vậy độ dài của nó là động. Và khác biệt thứ ba là các phân tử của dãy có thể là các kiểu khác nhau. Như vậy có ba điểm khác biệt nhé. Tôi nhấn mạnh một số cái điểm khác biệt chúng ta hình dung nhé. Đây, ba cái điểm khác biệt giữa cái kiểu list nhé, list hay là mảng nhé, mảng hay là danh sách nhé, giữa Python và Pascal và C nhé. Đây, Pascal Pascal C, đây là Python. Một là phải khai báo này, cái này hiển nhiên nhé, phải khai báo, phải khai báo trước này. Còn đây là không phải khai báo trước này. Hai là độ dài cố định này. Còn đây là độ dài động nhé. Độ dài động không cố định. Thứ ba là các cái phần tử của nó là có giá trị giống nhau. Các phần tử là cùng kiểu giá trị. Tức là các xung nguyên hết. Xung thực hết, sâu là sâu hết. Nhưng mà thằng này thì không. Đây là các phần tử có kiểu dữ liệu khác nhau. Khác nhau, không hạn chế, tức là không hạn chế cái kiểu dữ liệu. Khác nhau nhé. Tức là gì? Nó cho phép là một cái mảng ở trong Python có thể chứa mảng, mảng có thể chứa mảng bên trong nữa, việc ta lấy ví dụ như vậy. Nhưng mà cái mảng của nó có thể là nó vừa là phần tử, nó vừa là số nguyên, vừa là số thực, vừa là sâu, vừa là mảng. Mảng là chứa mảng nữa, nó có thể chứa rất nhiều nhiều lớp mảng khác nhau, cho nên nó rất là đa dạng, rất là phức tạp. Nó không đơn giản như là nó không đơn giản như định nghĩa của Pascal và C. Chỗ này là cái chỗ mà theo tôi là giáo viên của chúng ta là vô cùng lúng túng như này. Vì chúng ta đã quá quen, chúng ta là dạy 20 năm nay này. Chúng ta dạy 20 năm nay là gì? Là kiểu mảng là phải khai báo trước, kiểu mảng là có độ dài cố định, kiểu mảng là các phân tử là cùng kiểu giá trị, và chúng ta bao suy học thuộc lòng từ xưa nay như thế rồi. Bây giờ sang cái mới này nó khác đi, chúng ta thấy rất là lúng túng. Đấy, cho nên là chỗ này là chỗ mà chúng ta phải quán triệt nhé, chúng ta phải chú ý là nó rất khác biệt. Cho nên là khi mà dạy cái phần dãy này, cái phần list này, thì chúng ta chú ý là nó không phải như là Pascal và C. À, bây giờ tôi sẽ mô tả đây, tôi lấy một cái dãy là A nhé, mà tôi khai báo đây thì cái nó là như thế này, dùng dấu này thôi, là một này, hai này, ba này, năm này. Như vậy đây là dãy gồm có 5 phần tử, 6 phần tử là 1, 2, 3, 5. Đúng rồi, chúng ta thử kiểm tra cái tay của nó nhé. Làm thì nó là ví dụ là list này. Chúng ta chú ý là như vậy là mọi cái em là khi chúng ta dùng lại tay thì nó hiện ra cái tên của cái kiểu dữ liệu đó. Nhưng thầy có thấy nó có từ class không? Thì nếu chúng ta hiểu hơn một chút nữa thì như vậy là mọi cái đối tượng dữ liệu ở trong Python đều là nằm trong một cái lớp nào đó, lớp nào đó. Khái niệm lớp là khái niệm này, là khái niệm là gọi là gì, lập trình không đối tượng đấy. Chuyện này nó rất là mạnh, mà không đối tượng rồi thì suy ra nó là một hàm thôi. Cho nên ở trong Python thì mọi cái kiểu dữ liệu đều là hàm hết, tên dữ liệu. Nhưng mà list là hàm này, nhưng mà list là bản thân list nó là một cái hàm để biến đổi các kiểu dữ liệu khác sang list. Cái này thì chúng ta học sau chúng ta không kia. Như vậy là A là kiểu dữ liệu là list nhá, tiếng Việt nó là danh sách, hay chúng ta có dùng gọi là dãy cũng được, là mảng cũng được, không 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 ảnh hưởng gì nhá. Đừng có gọi là bắt bắt chẹt học sinh là trong trong sách ghi là kiểu danh sách, học sinh nó là mảng, kêu là học sinh là nói sai. Và như vậy là cho điểm kém, vậy là không đúng. Học sinh có thể dùng từ dãy cũng được, dùng từ mảng cũng được, dùng từ danh sách cũng được, nó vẫn bản chất là như nhau. Được rồi, và có thấy như vậy A là gì? A là không 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 định nghĩa trước, không xác định kiểu. Và A là gì? A là độ dài là không cố định, thì có cái hàm hàm em hàm độ dài của A đấy.
khi mô tả một cái bảng rồi thì cách truy cập của nó là giống như là với Pascal và C, nhưng mà điều khác biệt là gì? Trong giống C là bắt đầu từ không phải đi, vậy số là đây là không đúng không, là một đây, một đây, số cuối cùng của nó chính là chỉ số là len a trừ một là chỉ số cuối cùng. Đây là phần tử cuối cùng của một dãy đây, đây là năm nhé. Và chúng ta có thể là thay đổi giá trị đây, lấy a này một hai nó bằng 100, a thay đổi này, thay đổi cái thành phần số 2 nhé, thành phần số 2 bằng ABC như thế này. Như vậy A này, A là không ABC như này. Như vậy A là phần tử thứ nhất là kỷ nguyên này, phần tử thứ hai là nguyên này, phần tử thứ ba là sâu này, phần tử thứ tư là nguyên. Như vậy các phần tử của một cái danh sách là có thể nó có kiểu dữ liệu là khác nhau. Thậm chí là nó có thể là thậm chí là có thể là kiểu dữ liệu của nó là gì, là chính là bảng nữa, coi như là danh sách chứa danh sách đấy. Đúng. Rồi thì bây giờ đây là kiểu dữ liệu và nó có thể thay đổi, như vậy là nó có thể truy cập, là như vậy là một cái mảng hay một cái dãy là truy cập từng phần tử theo chỉ số, có thể thay đổi cập nhật dữ liệu của từng phần tử nhé, từng phần tử. Thì cái này nó giống hoàn toàn như là dữ liệu mảng trong Pascal C, không khác cái gì cả. Chỉ số bắt đầu từ 0 đến n trừ 1, n là độ dài của dãy, thì cái này nó giống như C, còn Pascal là từ 1. Như vậy nó hơi hơi giống, nó rất là giống, không có gì là khác cả. Được chưa? Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn, vì nó là động, không phải độ dài cố định. Chứ bây giờ muốn thêm một phần tử vào cuối thì làm như nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta học cái bài đầu tiên của dãy, thông thường là cái bài là có cái lệnh là gì, là bổ sung một phần tử vào cuối của dãy làm như nào, thì chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ sử tôi muốn bổ sung phần tử là số 10 chẳng hạn vào cuối của dãy A thì làm như sau. Chúng ta gõ A và gõ chấm, đây này là bắt đầu khác biệt rồi này. Đấy, chúng ta chú ý nhé, đây là cái lệnh là gì, bổ sung phần tử 10 vào cuối của A. Nhưng mà chú ý đặc biệt là như sau, là cách là lệnh là có a chấm ở pen. Như vậy là các cái lệnh mà làm việc chính với dãy sẽ là các cái, như là các cái hàm mà đứng sau cái tên của cái biến đó và cách nhau bởi dấu chấm. Thì cách mà chúng ta viết chung cho những cái lệnh đó thì người ta gọi đó là phương thức. Đấy. Như vậy là chúng ta gọi cái tên cái biến này, hay là kiểu dữ liệu biến này, sau đó là chấm này, sau đó là phương thức nhé. Thế đây là cái hoàn toàn mới của chúng ta chưa quen cái này đúng không? Phương thức là một hàm tác động lên 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 cái đối, lên cái đối tượng này. Chúng ta không mô tả như là một cái hàm bình thường, mà nó là một cái như là một cái hàm mà đứng sau đối tượng bằng dấu chấm, thì cái này nó gọi là phương thức. Thì các bạn biết rằng là ở trong cái mô hình lập trình đối tượng ấy, thì một cái đối tượng như một cái OBJ này, thì sau dấu chấm là mô tả dấu chấm, sau chấm nó là các cái thuộc tính, là attribute hoặc là phương thức. Anh chị suy ra là này nhé, thì suy ra là cái đối với hàm, mà đối với dãy thì chúng ta phải mô tả, chứ không không có lệnh, là không có cái hàm nào mà có thể trực tiếp mà bổ sung dữ liệu vào một dãy, bắt buộc thông qua phương thức. Thì đây là phần mới, đây là phần mà khó đối với học sinh. Chúng ta phải thích một chút thì học sinh mới hiểu được. Đây là lệnh đó nhé. Đó. Rồi. Và ở trong bìa chúng ta muốn là kiểm tra xem là đối với dãy thì có bao nhiêu những phương thức đó, thì có lệnh là lệnh đưa. Đưa à. Chúng ta lệnh này sẽ xem được cả những cái xem được tất cả các thuộc tính và các cái phương thức của đối tượng A. Của đối tượng, đây là đối tượng của chúng ta, đây là đối tượng là list, là dãy đúng không? Enter. Nó ra này có rất nhiều, nhưng mà chúng ta chú ý nó thêm thôi những cái hàm mà bắt đầu bằng hai dấu gạch dưới này, kết thúc hai dấu gạch dưới. Đây là những hàm này, là những hàm hệ thống và mắt thường là không, chúng ta không nhìn thấy và không nên cho người thường biết. Còn những cái hàm nào mà không có dấu gạch ngang ở đầu và cuối là những hàm bình thường. Đây append này, hàm tôi biết rồi, tôi vừa học xong nhé. Hàm append này, hàm clear này. Hàm clear là hàm là xóa toàn bộ phần tử của dãy đi này,
hàm copy là tạo một bản sao này, hàm count là hàm đếm số phần tử trong một dãy này, hàm extend là hàm mở rộng một cái dãy ra thành nhiều số khác này, hàm index là hàm trả lại chỉ số của một phần tử này, hàm insert là hàm chèn một phần tử vào bất kỳ một chỗ nào của dãy này, hàm pop là hàm lấy ra phần tử của dãy này, hàm remove là hàm xóa phần tử của dãy này, hàm reverse là hàm theo đổi chiều ngược lại của dãy này, và hàm sort là cái hàm sắp xếp. Tuy nhiên trong trong sách giáo khoa sẽ không nói cả cái này đâu. Cho tôi biết là sách sách cái đồ trí thức thì viết nêu ra bốn hàm thôi, là hàm append là một, hàm clear là hai, hàm x không hàm insert là ba và hàm remove là bốn. Còn ở trong cái sách ở bên cánh diều thì cũng nói bốn hàm, là hàm append là một này, hàm hàm copy này, hàm pop này, hàm insert thì phải, có không nhớ lắm nhé. Đại khái là như vậy. Thì nhưng mà chúng ta thì rất ít chúng ta nên biết cả, nên biết cả tất cả những hàm này. Bây giờ tôi mô tả nhanh nhé. Đây. Này. À, ví dụ a a tôi là như này nhé. Bây giờ tôi muốn chèn một phần tử vào đầu của a, làm như là a dùng lại insert. Nó sẽ chèn vào cái đầu. Cái đầu của nó là vị trí 0 chẳng hạn. Đấy. Chèn vào cái số là 1000 ạ. Chèn số 1000 vào cái chỉ số 0. Cứ chèn bất kỳ nhé, có thể là ca bất kỳ, chèn vào chỉ số 0 ra đây, chèn này. Em sẽ là vào đầu đây. Đấy. Mình muốn xóa phân tử nhé. Xóa phân tử này. Tôi muốn xóa số 5 đi. Tôi dùng lệnh A, dùng lệnh remove. Cấm này. Remove 5. Nếu mà xóa mà không có thì máy báo lỗi, ngay nhé. Tôi dùng lệnh remove này. Remove bất kỳ. Cái này không có, ở trong dãy thì máy nó báo lỗi. Lệnh tiếp theo là lệnh là như vậy, là insert rồi này, remove rồi này, lệnh clear là lệnh xóa toàn bộ, đi và a trở về là rỗng. Nhắc lại này, tôi muốn gắn một cái một dãy rỗng làm như này. Đây, lệnh là gắn một dãy rỗng và len của nó là bằng không. Các bạn có thể tìm hiểu những cái phương thức khác. Nhưng mà theo tôi thì riêng cái hai cái phương thức là reverse và sort chúng ta không chối không 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 nên không nên nói cho học sinh, vì bản thân cái việc mà đổi ngược lại hay là sắp xếp là những cái bài liên quan đến thuật toán, học sinh nên tự làm, không nên dùng những hàng có sẵn. Thậm chí sau này sau đây là lớp 11 rồi mà học đến thuật toán ấy, mà chúng ta cho học sinh là cho một cái dãy và yêu cầu là xếp lại theo thứ tăng dần chẳng hạn, mà học sinh mà dùng cái hàm này thì sẽ bị lỗi, thì coi như là bị trừ điểm. Chúng ta phải bắt suy là phải lập trình từ đầu chứ không thể dùng những cái hàm có sẵn. Như vậy riêng cái hàm reverse này và cái hàm sort này thì không nên dùng và chúng ta không nên dạy, và chúng ta sẽ làm cho nó thành một cái bài tập là cho chức dãy A hãy tìm một dãy mới mà bằng ngừng lại của A. Đấy, như này A nhé, 2, 3, 1, 0, 10 chẳng hạn, bây giờ cần phải cái chỉ ra cái phần ngược lại của A nhé, thì làm như thế nào? Bật đồng chút nhé. Được chưa? Thì đó là khi em đối với dãy. Thì đối với dãy thì tôi nói thêm một chút nhé. Đối với dãy thì chúng ta sẽ có thêm cái em có thêm một cái gọi là vùng chỉ số hay nó gọi là slicing. Vùng chỉ số là cái gì? Vùng chỉ số là chúng ta sẽ nếu chúng ta viết như này thì nó chỉ có một thôi. Nó chỉ có một chỉ số nhé. Vùng chỉ số là chỉ ra một cái vùng, như là từ 0 đến 3, từ 1 đến 5 chẳng hạn, là vùng chỉ số. Thì cái là như sau nhé, chúng ta sẽ chỉ ra cái ví dụ như này, là từ 0, địa chỉ từ 0 cho đến 2, thì cái viết như này. Đây là cái vùng chỉ số là từ 0 đến 2. Trả lại là đây, là 0, 3, 1, là địa chỉ đây là 0, 1, 2. Được chưa? Thì cái vùng này là vùng chỉ số như vậy. Thì như vậy, vùng chỉ số cách viết của nó là nó hơi giống range, nhưng mà khác nhau là phải có dấu hai chấm.
Nhưng mà cái vùng số là như thế này, về tổng quát là như thế này. Khái niệm là vùng chỉ số nhé. Vùng cái vùng chỉ số. Vùng chỉ số là chúng ta sẽ mô tả bằng dấu như thế này và bắt đầu một chỉ số là start nhé. Chỉ số start sau 2 chấm. Kết thúc trước chỉ số là stop. Và có thể là thêm nữa là step. Nó giống như là nó hơi hơi giống là đối với range, tuy nhiên là nó khác nhé. Thì start này là cái địa chỉ bắt đầu này, stop là địa chỉ kết thúc và step là bước nhảy nhé. Thì như sau này, thì start này, start này là như sau này. Thì mặc định mà không có gì cả thì nó là không nhé. Mặc định là bằng không. Cái thằng này mặc định là một nhé. Thằng này mặc định là n. Vậy khi chúng ta là đây, như vậy là gì, là đây là một chỉ số bắt đầu bằng từ chỉ số start, nhảy theo step và đến trước stop thì dừng lại, cũng giống như là đối với hàng range nhé. Thì cái mà cách nhau của dấu 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 hai chấm thì đó là cái vùng chỉ số. Thì cái vùng số này nó rất hay là chúng ta trong rất nhiều bài toán làm chúng ta viết nó trở thành rất đơn giản hơn rất là nhiều lần so với không 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 dùng chỉ số. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ cho ra làm ngay trên màn hình thôi. Ví dụ như này, tôi muốn đồng thời thay hai phần tử đầu tiên 2 và 3, tôi thay bằng 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 4 5 thì làm như thế nào? Thì đáng lẽ tôi làm như sau, đúng như tôi phải làm là A2 bằng bằng 4, A phải A0 bằng 4 và A1 bằng bằng 5 đúng không? Nhưng mà tôi làm nhanh hơn làm như này. Thì viết là A0 2. Đây là cái vùng gồm có hai chỉ số là 0 và 1 đúng không? Tôi viết luôn là bằng 4 5. Nó đồng thời nó thay luôn cả cái vùng luôn. Vùng luôn thì nó hơn rất là nhiều lần. 2 4 3 5 này. Đó. Được chưa? Thì mà chúng ta thấy là nó rất là mạnh. Hoặc chúng ta có thể là xóa toàn bộ một cái vùng đi thì được. Tôi dùng lệnh đen. À trong trong ở trong kia A đây nhé. Lệnh xóa thì ngoài remove ra còn có một lệnh rất mạnh nữa là cái lệnh đen. Lệnh đen. Tôi xóa là phần tử A 2 chẳng hạn, 3 chẳng hạn. 3 tức là đây là 0 là 1 2 3 chứ xóa phần tử 0 đi này. Đen này. Như vậy là A là phần tử 0 đi này. Vì tôi muốn xóa một tử 4 5 đây nhé, tôi làm như nào? Tôi viết là đen A 0 2. Xóa phần tử. Xóa phần tử 4 và 5. Đây đi. Bây giờ thêm một chút nữa về cái mạnh sức mạnh của cái thằng của cái slicing, tức là cái chỉ số nhé, để tôi viết lại này. 1 2 3 4 5 nhé. Bây giờ tôi muốn về khi tôi viết như này, máy hiểu là khi viết lên như này. Thì đây là toàn bộ cái dãy nhé. Bây giờ tôi muốn là viết là 5 phần tử đầu tiên của A thì như này. Đây đó là 5 phần tử đầu tiên của A thì là như này. Đây là 5 phần tử đầu tiên của A là như thế này. Đấy. Còn nếu tôi để step bằng -1 ấy thì như sau. Đây, ví dụ nhá là như này. Đây chính là cái dãy ngược của A này, dãy ngược. Mà step bằng -1 ấy thì mặc định cái phần tử start này chính là phần tử cuối của A, còn cái này là phần tử đầu tiên của A, cho nên nó chính là mô tả thế này là nó hiểu là phần ngược lại của A. Thì các bạn là cái phần slicing này không có trong sách giáo khoa, nó không có đâu. Nên các bạn phải tự tìm hiểu, vì cái phần này là dùng rất nhiều trong các bài tập, trong các bài tập là có rồi đấy, và đến cái năm sau đó, là dùng rất là nhiều, và trong thực tế là dùng rất nhiều những cái chỉ số này, giúp chúng ta là xử lý cái bài tập xử lý rất là nhanh hơn rất nhiều lần khi mà không dùng chỉ số, không dùng cái vùng chỉ số nhé. Thì nói thêm một chút thôi về khái niệm là vùng chỉ số, được chưa? Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói sang phần tiếp theo nữa. À, tôi nói sang cái em tôi quay lại cái này sau nhé, mà tôi quay sang tôi biết sang nói sang cái string, chúng ta có ít thời gian quá. String nhé, s gì đây?
chưa? Thì string giống như là Pascal và C, thì string là ở trong Python nó là một dãy các cái ký tự Unicode, nó là một cái dãy. Dãy đây hiểu hiểu tôi nghĩa là tôi sẽ nói sau. Là tuy nhiên nó không phải là một mảng các ký tự, còn ở trong Pascal và C thì sâu tương ứng là một mảng các ký tự. Ở trong Python không có khái niệm, không có kiểu dữ liệu, không có kiểu dữ liệu ký tự nhé, kiểu dữ liệu là character ở trong Python không có. Mặc dù ở trong Pascal và C có kiểu ký tự là có kiểu dữ liệu là ký tự. Thì ở trong Pascal và C thì một sâu là một cái mảng các ký tự theo đúng nghĩa. Còn ở trong Python thì không. Python thì sâu là một dãy các ký tự Unicode nhưng không phải là một cái mảng các ký tự. Như sau, ta hiểu như sau nhé, đây này. Khi tôi viết S và Hà Nội thế kia thì tôi có thể dùng cái len, vẫn có cái len nhé. Độ dài các phần tử của sâu. Nhưng mà cái S thì là có 6, 6 ký tự, là ký tự H, chữ A, huyền, dấu cách, N, O, nặng và Y nhé. Và chúng ta có thể truy cập vào từng ký tự một của S giống như là với Pascal. S ở đây nhé, S 0 này, bằng H này, S, len của S nhé, là ký tự cuối cùng của OS nhé. Tuy nhiên vì S không phải là vì sâu ở trong Python không phải là một mảng các ký tự, cho nên chúng ta không thể thay đổi được từng ký tự. Đây tôi biết là S gì đây, S không, tôi thay bằng A chẳng hạn cũng được không nhé, máy báo lỗi ngay, như vậy không 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 thay đổi được. Còn trong ngôn ngữ mà nếu chúng ta hiểu sâu hơn một chút nữa ấy, thì cho hiểu là S là kiểu dữ liệu không thay đổi được giá trị, không thay đổi giá trị. Trong cái đó là mảng hay là list là thay đổi được giá trị. Như vậy chúng ta chú ý là ở trong Python thì các cái kiểu dữ liệu của nó nhé, cái kiểu dữ liệu của nó này, các cái kiểu dữ liệu đối tượng bất kỳ đấy, nó chia làm hai loại. Một loại là không thay đổi được giá trị, không thay đổi được giá trị nhé. Hay mà tôi hay dùng một từ tiếng Việt là cái gọi là kiểu dữ liệu này là bất biến, bất biến, bất biến, và cái này là thay đổi được, thay đổi được giá trị. Thì hay tôi dùng từ là khả biến nhé. Đây là cái mà trong sách giáo khoa không hề có, trong trình không hề có đâu nhé, đây là nó thêm đây nhé. Thì kiểu dữ liệu in này là kiểu dữ liệu bất biến này, kiểu dữ liệu là float, tất cả các dữ liệu cơ bản là bất biến hết nhé. Bool này và str sâu. Còn khải biến này nó là list, đang vừa học xong. Còn nếu mà các bạn mà muốn dạy học sinh giỏi thì chúng ta sẽ phải biết thêm kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu là tập hợp, set là kiểu dữ liệu tập hợp nhé, là khải biến. Kiểu dữ liệu từ điển, thì đây là ba ba kiểu dữ liệu là khả biến, tức là cho phép thay đổi từng giá trị một ở bên trong. Còn cái bên này, bên trái này thì không, cái này là hoàn toàn không nhé, cứng. Đây, chú ý nhé. Cái chỗ này là chỗ rất là hay, vì ở thật ra ở trong Pascal C nó không có khái niệm là không có khái niệm là đối tượng dữ liệu giống như ở trong Python. Tuy nhiên chúng ta có thể so sánh như này. Nếu chúng ta cứ hiểu nôm na thì cứ hiểu nôm na, hiểu như là nôm na thì như vậy ở trong trong Pascal C thì mọi thứ đều là khả biến hết, không không khái niệm được là bất biến. Đây tôi lấy ví dụ nhé, đây là chỗ này, cái này là rất rất sâu này, nó rất sâu, nó bạn phép cũng sâu một chút nhé. Khi tôi viết là x bằng 10 thì sao? Thì đây đây là Pascal và đây là Python nhé, chúng ta chú ý. Khi vẽ x bằng 10 thì như sau, thì máy sẽ tạo ra một cái vùng bổ nhớ đặt đặt tên là x x cứng, nó cứng luôn và đặt là 10. Còn trong Python thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng, một cái đối tượng dữ liệu là kiểu số nguyên là 10 mà máy gán x chọn vào như thế này, được chưa? Đó, thế bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi mới viết là x, ví dụ tôi viết x bằng x cộng 1 cộng 1, được chưa? Hãy thì chúng ta chú ý nhé. Trường hợp này này thì máy sẽ sửa cái đôi mùa này, máy sẽ xóa không đi vào được, sửa đây là 1, là 11. Đấy, như vậy này, lệnh này này, lệnh này nó sẽ làm như thế nhé, nó sẽ làm như vậy là x vẫn ở vào chỗ cũ nhé, x vẫn giữ nguyên chỗ cũ và thay đổi giá trị.
Như vậy theo nghĩa đó là XG là thay đổi giá trị. Sau đó là chúng ta hiểu một cái nôm na, thật không chính xác lắm đâu, là Pascal và C là cái kiểu, là cái loại, là mà là cái ngôn ngữ mà là X kiểu dữ liệu nguyên, là kiểu dữ liệu là cải biến thay đổi giá trị. Còn đối với Python thì sao? Thì không phải như vậy. Khi chúng ta viết là X bằng X cộng 1 thì là như sau. Đây, thì máy sẽ tính nha, máy sẽ em tính ở bên trái, bên phải. Đây nó sẽ là 11 đúng không? Và máy sẽ tạo ra một cái ô nhớ khác trong máy tính với một đối tượng khác là 11 nhé, 11. Mà máy sẽ bỏ cái con trỏ này đi, máy chọn lại sang bên này. Được chưa? Và cái ô nhớ cũ này sẽ bị tự động xóa đi, tự động xóa đi khỏi khỏi ô nhớ. Như vậy là đối với em, đối với Python thì như vậy là không khái niệm là cái là khi mà tôi biết x bằng x cộng 1 thì đối tượng mới gì này là khác hẳn với đối tượng cũ nhá. Đối tượng cũ là đây này, đây là đối tượng cũ này, đây là đối tượng mới này, là hai đối tượng khác hẳn nhau nhé. Và đối tượng cũ này là không thay đổi. Khi tôi viết x là 10 thì đối tượng 10 là không thay đổi, luôn luôn là 10. Đấy. Còn khi tôi viết là 11 thì là nó tạo ra một đối tượng mới nhé, và nó chỏ x sang bên này, và x này là một đối tượng khác, cho nên là nó là cho nên nó là bất biến. Bây giờ tôi quay sang cái mà đối với list nhé, đối với list thì lại là cải biến ở trong Python. Đây, trong Python nhé, khi tôi viết là a bằng 1 2 như này nhé, thì máy tạo ra một cái trong máy tính, một cái bộ nhớ, một cái ô nhớ, và đặt kiểu bộ nhớ là kiểu dựng là list, và có một cái giá trị là 1 2 ở đây nhé, và a trỏ vào. Được chưa? Bây giờ thực hiện cái lệnh là a chấm append 10 thì như sau. Thì mà vì dữ liệu list là dữ liệu cải biến cho nên máy sẽ bổ sung lên là 10 vào đây, và a vẫn chọn vào đấy. Không phải như đối với số nhá, đối với số như vậy là khi tôi làm lệnh này thì đối tượng a là không thay đổi, a vẫn là đối tượng cũ, và a giá trị thay đổi thôi, đối tượng vẫn là cũ, vẫn là cái ô này, và nhưng mà giá trị của nó đã được thay đổi, thêm vào số 10 vào bên trong đó, cho nên là có sự khác biệt là như vậy. Cái chỗ này là chỗ mà tôi nói đây là chỗ rất là sâu nhé, cái này các bạn là không hiểu thì thôi, đừng 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 quá lo sợ nhé. Cái phần này theo tôi là rất là khó, tôi nói hơi sâu một chút, đúng là không nên nói cái phần này. Vậy tôi vừa mới nói gì, hai khái niệm là gì, là bất biến và khải biến của dữ liệu ở trong Python nhé, bất biến và khải biến. Đấy. Thì đối tượng sâu là đối tượng là bất biến, còn list là đối tượng là khải biến, được chưa? Rồi thì bây giờ nó về sâu này. Sâu thì như vậy chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử của sâu, và vì nó hơi giống như cái mảng cho chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể viết là for, à đây cũng là lệnh for, quên mất, à, từ nãy giờ tôi nói lệnh for là for chỉ có là for i in range n đúng không, nhưng mà riêng đối với mảng và dãy thì for nó mạnh hơn là như sau. Đây tôi viết giữa a bằng a nhé, như là Hà này, L là Bình, giữa a là một cái mảng gồm tên của các lớp bạn trong lớp nhé, Oanh ví dụ thế nhé, ba người nhé. Bây giờ để duyệt các phần tử của dãy a thì có hai cách, cách cũng là như thế này, for i in range na rồi hai chấm xuống dòng, đó là in a i như này. Còn không, vì là i là về cái dãy của cái chỉ số của a là từ 0 đến lên a trừ 1, mà cái hàm range này cũng là từ 0 lên a trừ 1, cho nên rất là hợp lý, ta có viết là máy tính hiểu. Mình sẽ enter xuống dòng nhé, để máy in ra là Hà Bình Oanh đây. In ra ba người trên ba dòng đây. Nhưng mà đây là cái lệnh duyệt trên một cái dãy thì như thế này. Còn lệnh khác hay hơn nhiều, mà đây là cái đây đây mới là cái mô tả lõi của hàm for, của lệnh for là như này, for x in a đấy, là chú ý nhé, ở trên là for i in range, ở dưới là for x in a, hai
chấm xuống dòng và quy vị chính chưa? Vậy vẫn là kết quả là hàm hình anh đây. Vậy là A là kiểu dữ liệu list và chúng ta có thể duyệt trên từng phần tử của list đó. Và bản chất của cái lệnh for là cái gì? Bản chất của lệnh for là duyệt một phần tử trên từng phần tử của một đối tượng khác. Một đối tượng khác ở nó thuộc cái dạng dạng dãy nhé. Dạng là dãy các phần tử. Ví dụ range nó là nó bản thân range nó là một cái đối tượng khác, là một đối tượng là một dãy các số thôi. Dãy các chỉ số. Còn đây chúng ta viết là viết thẳng là for in A được rồi, dễ hiểu. Đúng không nào? Vậy đối với sau S thì nhá, S gì đây? For th S là chạy phần tử ký tự một của S, đúng không nào? À, số dòng mà ta gọi là clean th th và là n in ra gì? Nó sẽ in ra là một dãy này, h a huyền nội này. Còn nếu mà tôi bỏ cái quy n đi thì nó sẽ xuống dòng. Được chưa? Thì lệnh đối với A nhé, thì nó A thì nó có lệnh in A, ví dụ như là A viết là ta xem phần tử hà nó có nằm trong A hay không, nó có thì là true, còn không có thì là false, nghĩa là 12 in A thì nằm một lỗi ngay. Sâu cũng vậy, sâu như S thì nhé, thể viết là hà in S là một số con. Vậy lại này, chữ H này, in S, S nhỏ này, là true này, rồi là chữ H, hà là số con cũng vậy, in S vẫn là. Còn nếu khác đi, bình chẳng hạn, bình, in S mới báo lỗi ngay, à, con này, báo lỗi sẽ là font chứ không phải lỗi nhé. Đó, thì chúng ta chú ý nhé, như vậy là cái lệnh in này, cái in là cái lệnh như vậy. Như vậy cái lệnh for chẳng qua là cái kết hợp của hai lệnh. Lệnh in là một là kiểm tra một phần tử này có nằm trong phần tử kia hay không, và lệnh for là duyệt trên phần tử đó. Như vậy tổng quát của lệnh for là như thế này. Mà đây mới là cái bản chất của Python nhé. Là như thế này, là for x in một cái object nào đó bất kỳ. Object, sau là hai chấm xuống dòng, sau là các lệnh ở đây, chuột vào các lệnh nhé. Thì object này là gì, là cái đối tượng mà cho phép là duyệt, cho phép duyệt, cho phép lệnh in và lệnh for cho phép duyệt. Đó. Thì ví dụ như là ta biết rồi, là ví dụ như range nó làm cái hàm như vậy, làm một đối tượng như vậy, range n này, hay là list làm cái làm kiểu dữ liệu cho phép là duyệt, hay là string str. Bây giờ ta biết là có ba kiểu dữ liệu của trong Python là cho phép dùng lệnh for, và tổng quát hơn nữa thì cũng là một lớp các đối tượng khác cho phép lệnh for nữa, chứ không phải chỉ có ba cái này. Nhưng phần đó là phần các bạn phải học sâu hơn nữa nhé, phải ở mức rất cao hơn thì mới hiểu được. Nhưng bản chất của lệnh for là duyệt một phần tử ở trên một đối tượng nào đó mà đối tượng này cho phép duyệt như vậy. Thì trong trong Python thì cái đối tượng mà cho phép cái này này thì người ta gọi đó là đối tượng, người ta gọi là đối tượng dữ liệu tuần tự. Đối tượng dữ liệu tuần tự. Cái lớp và tuần tự này là vô cùng quan trọng nhất của Python đấy, tuần tự nhé. Tiếng Anh nó là iterable. Iterable. Thì kiểu dữ liệu là iterable là kiểu một trong những kiểu dữ liệu một quan trọng nhất của Python luôn. Là cái xuyên suốt của cái xuyên suốt của cái tư tưởng khi người cái ông tác giả ông nghĩ ra cái Python này thì ông dựa trên cái tư tưởng này, tư tưởng là duyệt này, rất là hay nhé. Đấy. Thì tôi vừa nói các bạn tổng quát của cái đó. Bây giờ chúng ta mô tả tiếp cái hàm mà liên quan đến sâu này. Bây giờ chúng ta biết S là kiểu dữ liệu sâu, đúng không nào? Và chúng ta đưa sâu là kiểu dữ liệu mà có nhiều phương thức rất là nhiều luôn, nhưng mà chúng ta không thể học hết được tất cả những này mà rất là nhiều. Thì hôm nay tôi chỉ các bạn có thể đọc thêm nhé, và trong sách giáo khoa thì cũng có một vài cái hàm khác. Tuy nhiên thì tôi muốn dừng lại các bạn ở hai cái hàm rất đặc biệt, là cái hàm split và hàm join. Đây hàm join thì đây là hai cái hàm mà nó hơi khó một chút thôi, nhưng mà đây là cái hai hàm nó giúp chúng ta thực hiện được cái việc ở ban đầu tôi nói là chúng ta nhập từ bàn phím là nhiều số, chúng ta có thể dùng hai cái hàm này chúng ta có thể tách
tách ra từng từng số một. Và đây chính là cái phần mà rất quan trọng. Hôm qua trên trên nhóm chúng ta có một người nói rằng là yêu cầu là thầy làm cái bài tập là tách họ tên cho một cái họ đầu vào làm cái họ tên đủ, tách phần đệm phần họ ra để dùng cái chính là dùng chỗ này đây. Thì bây giờ tới cái bài này là tới cái bài cuối cùng của cái nhóm số 3 này, chúng ta mới học đến cái lệnh split và lệnh này giúp chúng ta là nhập từ bàn phím là nhiều số và tách nó ra thành từng số một. Mà trong khi đó thì trong Pascal và C thì cái việc này là không phải làm ngay từ bài đầu tiên. Nhưng đối với Python thì sẵn đến bài này thì chúng ta mới học được cái chuyện đó nhé. Bây giờ tôi mô tả này. Đây, S thì tôi giả sử thường bằng tên đầy đủ nhé. Tôi cho nó dễ nhé. Có ba cái tên đúng không nào? Này, bây giờ làm nào tôi tách ra cái tên, tách ra cái chữ Bù, chữ Việt và chữ Hà ra nhé. Thì làm thế nào? Thì chính là cái S.split làm rất quan trọng. Đây. Lệnh này sẽ tách ra cái từ gốc số gốc S thành cái từ đơn phân cách bởi dấu cách và nó trả về là một cái list, một cái dãy các từ đơn đó. Enter ra lại đây thành dãy nhé. Đầu tiên là chữ Bùi, thứ hai là chữ Việt, thứ ba là chữ Hà nhé. Cái sâu đầu vào của chúng ta có thể nó rất là nhập sai. Ví dụ như này. Nhập sai như này, Nguyễn này. Nguyễn này. Hải này. Đăng này. Thừa nhiều rất nhiều rất nhiều những cái thừa, nhưng mà dùng cái lệnh này nó sẽ trả ngay lập tức này, rất nhanh nhé. Trả về ngay là ba cái là Nguyễn Hải Đăng. Bạn thấy không, như vậy là dùng cái lệnh split này chúng ta có thể tạo được, có thể tách ngay được, cắt tách ngay được họ đệm trên đây mà, và chúng ta có thể nhập vào đây. Tôi lấy S2 bằng đầu vào nhập vào của tôi là 12 0 9 45 chẳng như vậy 78. S2 đây, split đây, mình cắt luôn ra, đưa ra thành 12 0 9 và chúng ta chỉ việc làm phép đổi là xong đúng không? Rồi thì bây giờ tôi làm nhé. Bây giờ chúng ta nhập vào bàn phím là các một dãy số và chúng ta sẽ đổi đưa vào đường cái dãy mà dãy đó là dãy số chứ không phải dãy sâu. Cái làm như sau nhé, để tôi làm cho các bạn xem nhé. Đây. Đầu tiên thì viết S thì bằng là input ngoài cho mình hình thôi nhé. Nhập dãy số nhé. Nhé. Enter này. Tôi nhập này, 14 này, 78 này, 0 này, 100 này, 99 này. Là 1 2 3 4 5 6 số nhé. Enter. Thì nó sẽ là như thế này. Bây giờ tôi viết tôi dùng lệnh split để tôi tách ra nhé. Split nó là như thế này nhé. Thì A biệt là một dãy các cái số nhưng mà là dạng sâu. Bây giờ tôi muốn đổi một lần nữa tôi làm như nào? Đây. Tôi phải đổi ra đổi dùng dùng hàm in đổi ra, tôi dùng for i in range len a đúng không nào? Rồi với mỗi cái lệnh phân tử i đó chúng ta sửa như sau, tôi viết ai bằng in của ai đúng không, hai chỗ nào. For in range len a. Thầy ơi, cái chỗ một À đây, tại mà vì sai dấu chưa? nháy kép Chỗ này bị sai nhé, tôi viết lại. Để nhập chỗ này sai này, đây nó không phải là sâu là đây không phải là nhé, bây giờ tôi phải làm lại chỗ này, bây giờ tôi làm lại như sau, vậy tôi chơi lại chỗ này vậy nhé. À, sai là vì cái này này, rồi bây giờ làm lại ngại quá nhỉ, tôi nhập lại, tôi đành nhập lại nhé, để tôi viết lại cái này. Nhập lại cái này, thôi, lại một tí thôi, không có gì. À, lắm 1 này 4 này 0 này 99 này 100 nhanh nhé, xong tôi trả lại lệnh này là được. Đấy. À quên mất, chưa làm chưa xong, quá hiểu vì sao không nhỉ, chưa làm xong lệnh này. 1 này 4 này 0 này 99 này 100 vẽ được hai lần xong rồi. Bây giờ S là cái này rồi đúng không? S là cái này rồi. Bây giờ tôi mới làm được cái chuyện này.
À đây S chứ không phải là A nhỉ? Tôi phải viết là A nhé. A sau đó là A bằng S. Rồi, A bây giờ như này rồi. Đó, bây giờ tôi làm lại này này. Đấy, A xong rồi đấy. A làm lại chỗ. Được chưa? Bây giờ là tôi có thể viết là thành chương trình mà thôi. Cái này các bạn sẽ làm. Bây giờ tôi nói sang lệnh tiếp theo là lệnh join. Lệnh join là cái lệnh như này, là cho trước một dãy các sâu. Bây giờ tôi nối lại là lệnh ngược lại đó, lệnh split. Đây, giả sử tôi viết b bằng cái này, viết b là một dãy các cái họ tên, thấy được thế nhé. Đây, vui là trong đó là phẩy này. Đó là đúng không ạ? Đây. Như vậy là B là một dãy các sâu thì tôi sẽ nối lại bằng là như sau. Đầu tiên ta dùng cái ký tự là đây là ký tự nối trong trong lệnh join join sau đó viết B vào đây. Như vậy là B là lệnh join là gì? Lệnh join của đối với sâu là join đầu vào là một dãy các sâu thì nó sẽ nối lại và lấy cái tự này là ký tự nối. Kết quả ra nó sẽ là tên của tôi đây. Như vậy là lệnh join và lệnh split là lệnh ngược lại của nhau, được chưa? Thì đây là lệnh này quan trọng. Vì tôi làm nhanh cho các bạn cái một cái hàm ở trên cho nó cái hàm này thì được, không cần thực hiện thế nhé. Làm cái câu đi, Nguyễn Văn Hải. Là một tên là tên đây. Bây giờ tôi muốn tách ra riêng là phần họ, phần đệm và phần tên riêng làm như nào, làm như sau. Đấy, rất đơn giản, tôi dùng hàm dùng cái split để tôi tách ra bình thường. S đây là như thế này đúng không nào? Bây giờ tôi suy ra bây giờ chính là làm như sau này. Họ chính là cái này thì đấy, họ đây, họ là chính là bằng cái A phần đầu của nó đây đúng không nhỉ? Họ này, họ chính là cái này đúng không nào? Tên chính là cái phần tử cuối cùng của A đây, là cái này nhé. Tên làm là len a chỉ một thì nó là một. Đây chính là tên đây, tôi gắn cho nó dễ nhé. Tên, tên bằng vậy là họ là công thức để tính họ là đây, với a là cái này thì họ là cái họ là phần tử đầu tiên, còn tên là phần tử cuối cùng. Còn họ đệm thì phần làm như nào? Phần là phần đệm chứ. Đệm là Văn Hải làm như nào? À thì hơi khó một chút. Đệm làm như sau này. Tôi phải cái A này tôi phải tách ra, tôi lấy phần giữa thôi, bỏ đi đầu váy cuối. Sau đó dùng hàm join để tôi nối lại. Thì ra cái phần hàm đệm. Như sau những đệm này. Tôi sẽ làm ghép như sau này, tôi phải dùng join nối. Nối là phần hàm giữa lại. Phần giữa là cái gì? Là chính là cái dùng từ số A nữa. Số A bắt đầu từ vị trí 1. Nhưng vì tôi bỏ đi cái đầu mà. Bỏ đi cái đầu nó là họ, là phần họ, bỏ đi cái đầu. Bắt đầu từ chỉ số 2 trở đi, bắt đầu đây từ 1 nhé. Và là phần tử gần cuối cùng của A thì chính là len A đúng không? Len A. Đây chính là cái chỉ số này chính là cái phần ở giữa cùng cái họ tên. Bỏ đi phần họ phần 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 tên thì ra phần đệm. Sau chúng ta dùng lệnh join chúng ta nối lại và lấy cái này làm lấy cái này làm cái tự nối thì ra cái phần phần đệm đệm này. Chúng ta chúng ta có thể lập trình để ra được đoạn này nhé. Thì lập trình tôi làm sau. Bây giờ tôi nói sang cái phần thứ tư, phần cuối cùng mà tôi muốn nói là liên quan đến hàm. Rồi tôi quay lại, tôi sẽ cùng các bạn tôi sẽ làm cái hàm để mà tách tên họ đệm trong cùng cái đầu vào. Đấy. Bây giờ nói về hàm thì ở trong Python cái hàm là một khái niệm vô cùng đơn giản, rất đơn giản luôn. Và chúng ta thì mọi thứ nó là hàm và nó rất đơn giản. Thì như sau này chúng ta định nghĩa một cái hàm bằng cái từ khóa là này, từ khóa đấy. Đó là tên hàm. Sau tên hàm là mở ngoặc đóng ngoặc, bên trong có thể có tham số, đó là hai chấm xuống dòng và mô tả hàm.
phần mô tả hàm và viết thuật vào thì nó là một cái nhóm lệnh giống như là bình thường. Ví dụ tôi viết một hàm đơn giản f này hai chấm dòng hàm này của tôi là hàm mỗi lệnh, mỗi lệnh tôi là tên là đây là cái hàm mà hiện lệnh là print xin chào. Để các bạn mô tả trong cái hàm nhé, hàm này tên là f, tham số của nó là không có luôn. Tôi gọi gọi hàm này, đây là hàm này, gọi hàm này nhé, gọi nữa này. Như vậy là một hàm có thể báo một lần và gọi nhiều lần, là chính ở chỗ này đây. Bây giờ tôi mô tả cái hàm mà có tham số này, def này, def này, g này, hai tham số là x và y này, cả là giá trị là dùng cái return để trả lại, là chú ý nhé, giống như là thằng kia return nhé, trả lại chuyện là x thì cộng với hai nhân với y, ví dụ này, như vậy là x thì chỗ này là sai, là sai sai chữ t này nhé, viết lại này. Đây, chỗ này là return là phải chữ t cơ. T. Đây. Đây là hàm có tham số đầu vào là x và y và trả lại giá trị là x cộng 2y nhé. Đây là g này. Đây, gọi là 1 này, 2 này, trả lại giá trị là 5. Đây, g này 100 này, 1. Giá trị là 102. Thế như vậy là cái g x y là như vậy, đây là một cái hàm nhé, đây là tên hàm này, đây là các tham số đầu vào của hàm này nhá. Và bên trong hàm có thể không hoặc là không có cái dòng return này, nhưng có return thì lập tức là dừng lại và trả lại giá trị của hàm. Còn cái hàm này là không có gì, chạy đầu đến cuối luôn. Như vậy là cái hàm f này là cái hàm mà không có cái gì trả lại nhá. Còn cái hàm g này là có gì trả lại. Như vậy trong ở trong Python có thể định nghĩa là hàm không có cái gì trả lại. Chúng ta hiểu nó là chúng ta hiểu nó là thủ tục đấy, nhưng nó không dùng từ thủ tục riêng mà vẫn dùng từ hàm, dùng là cái def này nhé. Đó thì chúng ta thấy, và trong Python nó còn hay nữa, các bạn thấy là nó có thể trả lại là cùng lúc là nhìn là nhiều giá trị, từ mà là h chẳng hạn, x y chẳng hạn, vậy như sau là return đồng thời là x cộng y và x trừ y, trả lại là nhiều giá trị cùng lúc và hiệu nhé. Enter. Thì tôi gọi là h này 1 này, nên trả lại giá trị là 2 và 0. Như vậy là trả lại là hai giá trị liền lúc nhé, 2 và 0. Hoặc tôi có thể viết như này, tôi có thể viết là a phẩy b bằng h 100 bằng 80 chẳng hạn, 89 chẳng hạn. Đấy, như vậy là hàm h này trả lại hai giá trị là a và b đây, a và b đây, thì a sẽ là như thế này, a là như thế này, b là như thế này. Đấy, được chưa? Nhá, thì ở trong cái chương trình là trong sách giáo khoa của bên cái nhiều tôi không nhớ, tôi không biết, nhưng mà trong ở trong cuốn sách kiến thức ấy, thì trong đó chúng tôi trình bày như sau này. Cái bài đầu tiên là cái bài định nghĩa hàm, thì dễ mô tả này rất dễ. Cái bài số 2 là nói về hai khái niệm, hai cái định nghĩa đơn giản thôi, không đi sâu, là khái niệm là gì, là khái niệm là tham số và đối số. Thì rất đơn giản thôi, là khi chúng ta khai báo một cái hàm ấy thì những cái tham số mà ở những cái tham biến mà mô tả trong hàm thì người ta gọi nó là tham số của hàm, tham số. Còn khi gọi hàm đây, khi gọi hàm đây, khi gọi hàm này, những giá trị nó truyền vào này người ta gọi đó là đối số. Như vậy là trong Python là về định nghĩa là nó hơi khác biệt so với ở trong Pascal và C là như sau nhé. Ở trong đây một cái hàm nhé, một cái hàm ở trong Python thì như thế này nhé, thì có hai khái niệm là tham số. Tham số là được định nghĩa như là các cái tham biến, là các cái tham biến khi khai báo hàm thì gọi là tham số, đúng không? Những cái này tức là khi khai báo một cái hàm, một hàm f chẳng hạn, x y chẳng hạn, thì x y này thì nó gọi là tham số. Cái này thì anh nó gọi là parameter. Còn đối số, từ thứ hai rất quan trọng là từ đối số, là khi tôi gọi hàm là cái dữ liệu mà được truyền vào hàm, được truyền vào
Trường và hàm chưa gọn. Khi gọn thì lấy ví dụ như là F 1, 2 hay là F A 10 thì lấy ví dụ như vậy. Cái A là một cái biến nhớ ở phía trước với chỗ khác nhé. Thì những cái này nó gọi là đối số. Thì anh nó gọi là argument. Đấy, như vậy là đây là những cái định nghĩa mà nó khác biệt so với Pascal và C và nó rất là sâu sắc. Nhưng vì trong chương trình của chúng ta mà nó là cơ bản cho nên chỉ nêu tên thôi chứ không nói sâu về những khái niệm này. Nhưng mà đây là những khái niệm mà nó luôn là vô cùng sâu sắc và rất là sâu. Nếu các bạn mà chịu khó tìm hiểu sâu hơn nữa thì người ta thấy là nó vô cùng là nó phức tạp chứ không phải chỉ là từ định nghĩa này. Thì nó luôn như thì cái này là gì, nó tương ứng với Pascal ấy, tương ứng với Pascal và C các bạn hay quen ấy. Thì khái niệm mà tham số thì người ta gọi là, người ta trong trong sách lớp 12 cũ, một cũ, người ta gọi cái này là, người ta gọi là đây là tham số hình thức nhé. Người ta gọi cái từ cũ đó là, nó gọi là tham số hình thức. Còn cái dưới này thì người ta gọi nó là cái tham số thực sự, nó vẫn là cái từ ngữ thôi. Còn đối với trong Python thì các bạn đây là tham số, đây gọi là đối số nha. Thì đây là những khái niệm rất là quan trọng. Còn sau đó thì cái tham số nó là phân loại tham số, nó rất nhiều tham số khác nhau, đối số cũng phải rất là phức tạp. Nhưng vì chúng ta không tôi không có thời gian nữa và chúng ta không còn đi sâu vì cái chương trình cơ bản của lớp 10 chỉ dừng lại ở đây thôi. Còn nếu các bạn mà tìm hiểu sâu, các bạn sẽ tha hồ một tìm hiểu, nó là một cái lĩnh vực gọi là minh mông luôn của cái hàm số. Hàm số ở trong Python là một trong khái niệm sâu sắc nhất ấy. rất là sâu sắc. Chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi quay sang ngang đây là cái bài số 2. Còn cái bài số 3 là nói về cái khái niệm là cái phạm vi tác dụng của biến trong hàm. Đấy, thì cái này là cái rất là hay, cũng làm sự khác biệt so với Pascal và C nhé. Thì như sau này, về biến nhé, về biến là phạm vi tác dụng của biến nhé. Đây là cái bài số 3 trong sách kiến thức tri thức nhé, biến đối với hàm như thế nào. Thì như sau nhé, đây thì về định nghĩa biến như sau này. Thì biến ấy, khi chúng ta khai báo biến ấy, thì ở trong Pascal và C đều có chung những từ ngữ chung. Biến mà khai báo ở bên ngoài hàm trong chương trình chính người ta gọi là biến tổng thể. Biến tổng thể, tôi khai báo nó ở bên ngoài tất cả mọi thứ trong chương trình chính, bên ngoài tất cả những cái hàm. Sau đó còn biến khai báo bên trong hàm thì nó gọi là biến địa phương nhé. Biến địa phương, được chưa? Rồi, thế thì vấn đề câu hỏi là biến thể này có tác dụng như thế nào và biến địa phương có tác dụng như thế nào? Đấy, sau biến tác dụng của nó là như thế nào? Thì chúng ta cần phải trả lời hai câu hỏi này. Thì ở đây tôi nhắc lại mà ở trong Pascal và C chúng ta đã biết rồi là biến địa phương là chỉ có tác dụng bên trong hàm. Đây là với Pascal và C. Thì cái điều này này, điều này là đúng với cả Python. Trong Pascal và C thì biến tổng thể này sẽ có tác dụng trong tất cả các hàm, có tác dụng trong tất cả các hàm. Và trong bên trong các hàm này không được định nghĩa lại nữa nhé. Thì cái điều này thì trong C trong Python là sai. Này chúng ta chỉ sai như vậy là có sự khác biệt đấy. Khác biệt rất lớn giữa Python và C và Pascal và C. Thì cái điều thứ hai này thì tôi sẽ bỏ qua cho các bạn tìm hiểu rất dễ vì nó vì hai bên nó giống nhau. Còn cái điều số 1 này tôi sẽ giải thích một chút để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là câu hỏi đặt ra là cái biến khai báo bên ngoài tổng thể thì có tác dụng như thế nào bên trong một cái hàm. Đấy, thì chúng ta sẽ trả lời lượt cái phần này thông qua cái ví dụ nhé. Đây tôi lấy ví dụ nhé. Đây, vì tôi khai báo cái biến là n bằng 10. Thì n bằng 10 là một biến tổng thể luôn. Cái này là biến tổng thể rồi. Vì tôi khai báo, tôi nghiệm cái hàm. Kiểm tra xem là
Container này có dụng ở bên trong hàng không? Tôi khai báo cái hàm F đây nhé. Và tôi nên giả sử là N giống như là C Pascal, giả sử N này có dụng ở trong hàng. Biết là sao? N cộng 1. Return N cộng 1. Tôi chạy thử nhá. Cái hàm F cho nó máy có chạy như nào. Vậy thì máy sẽ báo lỗi là máy báo lỗi là vì máy không không nhìn không hiểu được cái n, không coi n là một cái biến nhớ ở trong hàng. Đấy. Vậy từ cái dữ liệu và cái dữ liệu này suy ra là biến tổng thể không có tác dụng ở bên trong một hàng. Nhưng lại là cái loại thứ nhất nhé. Cái loại thứ hai là như sau, cái phần này rất là sâu sắc. Cái thứ hai như sau là mặc dù là bên trong hàm là biến cái n đó không phải là một biến, tuy nhiên bên trong hàm này nhìn thấy biến đó và coi biến đó như là một đối tượng, như là một cái dữ liệu. Đây biết là g nhé, như này biết là x bằng n cộng 1. Như vậy đây không coi n là một biến, mà coi n là một cái hằng hay là một cái đối tượng mà tôi nhìn thấy nó nhé. Tôi truy cập vào đối tượng này n, tôi return gọi g ra này được không? Được, nó ra trả lại 11. Vậy g nó trả lại là x chỉ là bằng n cộng 1, n là 10 đây mà, n là 10 đó, bạn thấy không nào? Nhà trường như vậy suy ra là ở bên trong hàm thì n không được coi là một cái biến, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy n và truy cập ra giá trị của n được. Thì lúc bị n nó coi như n là một cái đối tượng dữ liệu, được chưa? Để chúng ta chú ý chỗ này là chỗ là điểm thứ hai cần cần chú ý. Điểm thứ ba là như sau. Điểm thứ ba là giả sử tôi muốn định nghĩa cái hàm h, mà tôi muốn là trong hàm h đó tôi muốn coi n là một biến, làm như nào? Làm như sau, làm chúng ta sẽ phải khai báo lại cái biến, là khai báo lại biến n bằng cái từ khóa là global, khai báo lại thì chúng ta tha hồ, chúng ta viết là n bằng n cộng một thoải mái nhé. Đấy. Khi đó thì n nhiều biến cũng phải tăng n lên được thoải mái, và tôi dùng từ đi tôi dùng lại đi thôi, trả lại n nhé. Đấy. Gọi h này thì trả lại là 11, n tăng lên là 11 luôn. Như vậy là ở trong trường hợp này thì ý thứ ba là như sau, là muốn sử dụng một cái biến ở bên tổng thể trong một hàm như là một biến ấy, thì chúng ta phải khai báo lại nó với cái từ khóa là global. Đấy, chúng ta chú ý đó. Như vậy là có ba ý, nhắc lại ba ý mà trong cuốn sách, trong một cái bài học của cuốn Kinh tri thức, tôi có viết là như sau. Ý thứ nhất là gì? Là biến tổng thể không có tác dụng ở bên trong một cái hàm. Hai, ở bên trong hàm được thì có thể nhìn thấy cái biến tổng thể và coi nó như là một đối tượng có thể sử dụng nó. Và ý thứ ba là muốn muốn mà bên trong hàm dùng lại cái biến đó như là một biến, chúng ta phải khai báo nó bằng cái từ khóa là global. Nên có ba ý như vậy nhé. Còn vì sao là như vậy thì chúng ta sẽ phải rất là phức tạp, nó hơi phức tạp. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu sâu hơn về cái cách quản lý biến như thế nào. Thì cái này nó lại vượt quá chương trình. Và hôm nay chúng ta lại không có đủ thời gian nhé. Mà tôi bây giờ tôi sẽ làm một vài cái hàm chúng ta thấy là nó như thế này nhé. Nó làm. Để chúng ta thấy nhé, bây giờ tôi làm ngay, bây giờ tôi làm với làm luôn chương trình nhé, cho bạn thấy ngay nhé. Tức là bên trong hàm thì là không nhìn thấy, tức là không coi nó là một biến, được chưa? Nhưng mà vẫn nhìn thấy nó như là một cái đối tượng. Thì nếu đối tượng đó mà là khả biến, tức là đối tượng đó là list chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể thay đổi được kiểu số liệu của nó. Lấy ví dụ, tôi cho cái hàm lấy ví dụ rất là phức tạp. Đây là phần nâng cao rồi nhé. A này, A bằng giả sử A bằng 1, 2, 3 như này nhé, A 4 nhé. Làm cái hàm f f đi. Tôi viết trong là a bằng a về mặt nhà gì nhỉ? Đối với list có khái niệm là có phép cộng nhé. Đấy, cộng list là nối lại với nhau thôi nhé. Đấy, return. Đây là cái trường hợp mà tôi return a. Vậy đây là trường hợp mà tôi muốn coi a là một cái biến, a là a bên ngoài đúng không, a là cái biến tổng thể đấy, biến làm kiểu số liệu là list nhé, mà tôi muốn khai báo một cái hàm như này và coi a là một cái biến tổng thể, là một cái biến trong hàm khi chạy máy sẽ báo lỗi ngay. Để báo lỗi ngay.
Nhưng mà ở bên trong là nhìn thấy hàm, nhìn thấy đó, đây tôi lấy hàm FG chẳng hạn nhé, ở bên trong hàm tôi dùng lại là in a ra nhé. Gọi nó là in. Bây giờ tôi làm tiếp hàm thứ ba, cái hàm này mới là cái này là phần khó này, hát này. Bên trong tôi nhìn thấy a đúng không nào, nhưng mà a là kiểu dữ liệu list, là kiểu dữ liệu là thay đổi được giá trị. Tôi viết được lệnh này a này, tôi mi đi này thôi, này thôi. Này. Như vậy là ở trong hát này là nhìn thấy a, và những vì a là dữ liệu là khải biến, chứ tôi có thể là bổ sung phân tử vào a, cho nên như vậy tôi thay đổi giá trị của a được. Tôi chạy hát nhé, hát này gọi a này, a nó thêm 100 vào đấy. Như vậy cái này là chỗ rất là khó hiểu, đây là chỗ này là cái chỗ một trong những chỗ mà gây khó hiểu, rất là khó hiểu, là vì khi tôi dùng cái lệnh là append a này vào thì đối tượng a là không thay đổi, nó chỉ bổ sung cái phần tử 100 thôi, còn đối tượng a không thay đổi, a nó vẫn chọn vào đối tượng đó. Thì cái lệnh lệnh append là cái phương thức này, là phương thức mà bổ sung một phần tử vào một cái đối tượng, và đối tượng đó là không thay đổi đối tượng đấy. Cái chỗ này là chỗ hơi khó một chút nhé, thì các bạn tìm hiểu nhé, có gì các bạn có gì thì hỏi tôi thì hỏi sau nhé. Bây giờ tôi nói sang ý cuối cùng nữa là như thế này, là ở trong một cái điểm này, điểm rất là khác biệt, vô cùng khác biệt mà người người nào không biết ấy, là lập trình rất là dễ sai luôn, rất là dễ sai, rất chú ý. Mà các bạn mà không nắm được vững cái này thì học sinh nó làm sai các bạn không thể sửa được cho học sinh. Ở trong Pascal và C nhé, tôi có một cái biến x bằng 10 chẳng hạn nhé, tôi muốn lưu lại cái biến x này để tôi làm việc khác, mà tôi muốn xử lý biến x là tạm thời xử lý, tôi cho x làm việc khác, sau tôi quay lại tôi dùng lại biến cũ thì tôi làm nha, thì biến y mà cũng chỉ tôi lưu lại đúng không? Lệnh là lưu x làm bằng giá trị x và y, và tôi cất cái biến y đi, mà tôi làm việc khác, tôi viết y, tôi lấy x bằng bằng 100 chẳng hạn, x đó là 100, y nó vẫn là 10, và lát nữa tôi quay lại tôi lại lại tôi lấy lại giá trị cũ của nó, đúng không nào, thì nó lại là 10 đấy. Cái điều này là được gọi là đúng với mọi dữ liệu ở trong Pascal và C, nhưng ở trong đối với Python cái này đúng với dữ liệu là kiểu số nguyên, số thực và sâu. Cái đúng là đúng với mọi dữ liệu là kiểu dữ liệu là bất biến, tức là không không thay đổi được thì đúng, nhưng mà riêng đối với list thì không đúng. Đây là ví dụ nhé, a đây, a của tôi là cái này nhé, bây giờ tôi muốn lưu lại thì tôi cất đi, tôi viết là b bằng a, được chưa? Sau tôi xử lý cái a này, tôi viết a chấm n, ở đây là 10, được chưa? Thêm vào cái 10, đây là a thay đổi rồi. Kiểm tra b này, b vẫn thay đổi. Thấy không? Như vậy là cái lệnh b bằng a không dùng để làm lưu diện, không thể lưu diện được nữa. Nha, vì đây, chỗ này là chỗ rất là khó luôn, chỗ này là chỗ rất là khó của Python. Thì mình làm thế nào để mà vì thế chỗ này mình phải hỏi mà vì sao lại A thay đổi lại B là cũng thay đổi theo, là vì sao? Là vì như này thôi, nó cũng dễ hiểu đấy. Chúng ta quay lại cái này nhé, để quay lại cái này. Khi tôi khai báo là A bằng 1, 2, 3 thì máy làm như sau. Máy tạo ra một vùng trong bộ nhớ, đúng không? Vùng trong máy tạo ra vùng trong bộ nhớ. Tôi xóa đi sau nhé, mình vội quá không kịp xóa đây. Đây tôi xóa đi tôi lại. Mình bị lệch đi nhé. Đây, khi tôi viết như này thì máy sẽ tạo ra một cái ô nhớ ở trong máy tính. Ô nhớ này là một cái object của Python, và cái object này là có kiểu dữ liệu là list nhé, kiểu dữ liệu là list đây, và có giá trị là 1, 2, 3 nhé, và a tôi gắn nó vào đây, đây. Tôi chọn nó vào đây. Thì bây giờ tôi thấy cái lệnh là b bằng a thì như sau, thì máy sẽ tạo ra một cái tên mới là b và cũng chọn nó vào đây luôn, chọn nó vào đây như vậy nhé. Như vậy lệnh b và a, khi tôi viết b bằng a thì cái đó là b và a cùng trỏ vào một đối tượng, như vậy là b và a là cùng một đối tượng, cùng một đối tượng nhé. Đấy.
khi mà tôi viết là a chấm append như thế này, append 10 chẳng hạn, thì máy sẽ vì a là list, là đối tượng là thay đổi dữ liệu được, cho nên máy sẽ bổ sung cái này vào là 10 đấy, bổ sung vào 10 cái này này, mà vẫn là đối tượng đấy, cho nên là b cũng chọn vào đây, cho nên là b nó vẫn đúng, b nó vẫn thay đổi theo là vì như vậy. Như vậy ở trong Python là nó phân biệt cái là phân biệt là cái đối tượng và giá trị là hai hai cái khác nhau. Để phân giá trị thì chúng ta dùng cái này để so sánh giá trị của hai cái đối tượng nhé. Còn dùng cái toán cửa này này, a is b này, để kiểm tra hai đối tượng có nhau hay không nhé. Thì đối với kiểu list là như này, thế như vậy. Như vậy bây giờ nhé, làm lại nhé, a đây này, a là cái này nhé. Bây giờ b bằng a, thì thực chất ra bây giờ là a thực chất ra là b là bằng a, b là a là hai đối tượng là giống hệt nhau, có thấy không nào, giống giống hệt nhau là cùng một đối tượng chứ, a b con trỏ vào một đối tượng nhé. Bây giờ tôi nói thêm là bây giờ tôi muốn là một trong cái nó thêm nhé, là hai đối tượng bằng nhau khi nó nằm trong cùng bộ nhớ, thì trong Python có hàm là id là chỉ ra cái vị trí trong bộ nhớ của nó. ID này, ID của B này, đây nhé, B đây, B này, được chưa? Bây giờ tôi bổ sung vào A một phần tử mới nhé, đây, A một phần tử mới, đây nhé. Ở đây, cái ID của A nó không thay đổi, mặc dù giá trị của A là thay đổi, nhưng ID của A nó không thay đổi. Của A này nó vẫn cũng là chỗ này nhé. Cho nên là khi mà chúng tôi bổ sung phần tử vào A vào đây thì giá trị A thay đổi nhưng mà đối tượng A không thay đổi. Do đó cho nên A B cùng chọn một đối tượng, suy ra là B vẫn bằng A. A vẫn is B, nó vẫn là true, mà A mà is B bằng true thì suy ra là A bằng B. Suy ra là A bằng B. Vậy suy ra là B nó vẫn thay đổi theo. Các bạn thấy không nào? Do đó cho nên là cái việc mà lưu dữ liệu lại của một cái mảng ấy ở trong Python cho làm cách khác là như sau nhé. Đây là sửa A như này, bây giờ tôi muốn cắt cái A đi, dùng lại sao, dùng lại là B bằng A làm một đối tượng khác A mà có giá trị là bằng A, tôi lưu lại thì tạo lệnh này nhé, thì A vẫn bằng B về mặt giá trị, B vẫn là như thế này, mà A với B là hai đối tượng khác nhau. Đó, khi mà tôi dùng lệnh A chấm n như thế này này, n là như thế này, thì nó bổ sung vào 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 đối tượng A, nhưng vì A B là khác nhau nên là A thay đổi nhưng mà B vẫn như cũ. Các bạn thấy như vậy là để mà nhắc lại là để mà tôi sao chép một đối tượng là dãy là dãy thì tôi phải dùng lệnh là a b bằng a chấm copy, nên là cái rất là mới, là cái khác biệt hẳn với Pascal và C, là rất nhiều người là không biết mà vẫn cứ dùng lệnh a bằng b và b bằng a và như vậy nó bị sai, chúng ta chú ý nhé. Mà thực ra cái này, cái copy này chỉ copy được một mức thôi đấy, còn nếu mà cái dãy a này làm cái ma trận có nhiều mức thì không dùng copy được nữa, thì là học rất là sâu rồi, chúng ta phần bạn tự tìm hiểu sau nhé. Đó thì đó là cái phần mà tôi muốn nói về cái mà chúng ta hết giờ mất rồi. Các bạn cũng nghe tiếp đây thôi nào, hay muốn nghỉ nào? Nghe tiếp ạ. Dạ thầy Lúc nghe này thôi ạ, à. Còn em thì có thể nghe tiếp được ạ. Nghe tiếp thầy ạ. Tiếp à? Bây giờ tôi đã sang một sang cái phần 4 nhé. Phần 4 nhé là bắt lỗi, kiểm kiểm thử và gỡ lỗi. Thì cái này là nó vấn đề là đây là cái phần khó, phần rất khó, nhưng mà tôi chỉ nói dừng lại một chút ở cái gọi là phân loại lỗi thôi. Thì Python nó khác với Pascal và C. Pascal và C là như sau, Pascal và C là chương trình là biên dịch, nó dịch từ môn trình chúng ta, nó dịch sang mã máy và nó mới chạy,
nó chạy từ mạng máy, cho nên cái lỗi ở ở trong cách cách xử lý lỗi ở trong Python là trong trong Pascal và C nó khác với Python. Nhưng như vậy là trong ở trong Pascal này, Pascal và C thì một cái chương trình gốc nhé, một cái chương trình gốc này, một cái file gốc này, thì máy đầu tiên là máy sẽ dịch sang mã máy nhé, dịch sang mã máy nhé, dịch sang exe thì sang một file exe một chương trình nhé, một mã máy là file exe nhé, và sau đó nó sẽ chạy chạy run. Thì ở cái khu vực này này, nếu có lỗi thì dừng lại, thì cái lỗi ở đây đều là lỗi, đây đều là lỗi cú pháp hết nha, cú pháp hết. Còn ở khu vực này khi chạy rồi thì báo lỗi, thì lỗi này là lỗi này là lỗi là lỗi là lỗi logic logic. Thế như vậy là ở trong ngoài ra còn một lỗi nữa là chạy chạy thông rồi nhưng mà kết quả không ra nữa, thì nó gọi là lỗi, nó là lỗi ngữ nghĩa, tức là kết quả đúng chạy thông suốt không văng ra gì cả nhưng kết quả sai, thế nên là nó là lỗi ngữ nghĩa nhé. Như vậy là trong trong Pascal thì làm lỗi cú pháp là khi dịch nó văng ra là lỗi cú pháp, chưa dịch xong, còn dịch xong rồi chạy, đang chạy thì văng ra thì nó là lỗi logic, lỗi bên trong chương trình. Ví dụ như lỗi là phép chia cho không chẳng hạn, hay là lỗi là có một chỉ số là vượt kia nó không hiểu nên nó bị lỗi, hay là một cái biến mà chưa khai báo chẳng hạn, hay là chúng ta khai báo khai ta gán là sai kiểu chẳng hạn. Còn là run khi chạy rồi mà chạy xong rồi nhưng kết quả không đúng thì là lỗi ngữ nghĩa, là lỗi là lỗi bên trong. Như vậy là trong ở trong Pascal mà xem nó là như thế này nhé. Còn ở trong Python thì nó khác. Python là chương trình thông dịch chạy từng dòng một, chạy từng dòng một nhé, và chạy tới đâu là thì là như vậy. Chương trình của Python là như sau, là nó chạy nhé, là nó chạy từng dòng một, chạy xong rồi là xong luôn, là kết quả luôn, chứ nó không có cái chuyện là không có cái hai bước như kia nữa nhé. Đấy. Đấy. Thì như sau này, trong quá trình chạy một cái lỗi nó dừng lại, thì tất cả lỗi ở trong vùng này này thì nó sẽ thuộc hai loại lỗi. Cái chỗ này đang chạy mà gặp lỗi thì nó giống như là ở trên này, giống như là ở trên này là chính là lỗi cú pháp và lỗi vào lỗi logic. Như vậy là ở trong cái phần này nó chính là tương đương với là lỗi cú pháp của lỗi cú pháp và lỗi là lỗi logic. Đấy. Là luôn nằm trong một. Còn cái kết quả mà sai thì nó vẫn là lỗi lỗi ngữ nghĩa. Được chưa? Rồi, thế thì ở trong Python nó chia như sau này. Lỗi cú pháp này nếu gặp chương trình mà gặp lỗi cú pháp là dừng luôn, thì giống như người ta bắt buộc phải sửa lỗi, thì lỗi này người ta vẫn gọi là lỗi cú pháp nhé, vẫn gọi là cú pháp bình thường. Còn lỗi này là lỗi trong chương trình dạy nó vẫn gặp lỗi logic thì nó dừng lại. Nhưng mà khác là gì? Khác là khi gặp lỗi logic thì máy sẽ thông báo một cái mã lỗi. Thì mã lỗi này người ta gọi là lỗi ngoại lệ, người ta gọi lỗi này là lỗi ngoại lệ. Ngoại lệ. Và ngoại lệ nó có một cái mã lỗi ngoại lệ riêng. Còn lỗi nghĩa này thì giống như là đối với C và Pascal. Như vậy tổng thể mà nói thì ở trong Python là như sau. Lỗi cũng chỉ là ba loại, một là lỗi cú pháp. Lỗi nhé, một là lỗi cú pháp. Là máy thông báo ngay là syntax error, thì ta viết sai lệnh. Hai là lỗi ngoại lệ gọi là exception đấy, exception error nhé, error. Và thứ ba là lỗi ngữ nghĩa, là lỗi mà thuộc về thuật toán, chúng ta không hiểu sao nó sai, còn chạy mãi nó không ra kết quả, là lỗi ngữ nghĩa nhé. Còn như vậy là khác biệt rất là định nghĩa từ đó khác biệt. Thì riêng với lỗi ngoại lệ này là nó có mã lỗi này, thì trong Python nó có hẳn một cái thiết kế để cho phép chúng ta có thể tránh được, bắt được lỗi ngoại lệ. Như phần này là phần vượt chương trình, chứ không có giáo khoa, ngoài sách giáo khoa nó không có.
thì mình lại biết như vậy thôi. Như vậy là đây là cái sự khác biệt giữa giữa Python và C Pascal. Cái khác biệt này là bởi vì sao? Bởi vì Python là chương trình thông dịch chứ không phải chương trình biên dịch như là Pascal và C nhé. Đây, chỉ Pascal C nó chạy, nó phải kiểm tra bước một là lỗi cú pháp trước, xong rồi hết lỗi cú pháp nó tạo ra file exe mạng máy và chạy, thì nếu văng ra thì chính là lỗi lỗi chính là lỗi logic, còn không văng ra mà lỗi thì là lỗi lỗi định nghĩa. Còn trong Python là trong cái chạy là nó văng ra hết, đã văng ra thì hoặc là cú pháp hoặc là ngoại lệ, thì nó ghi ra, nó ghi ra ta biết ngay vì nó thông báo ngay trên màn hình là ta biết ngay. Tôi dùng lại là if như thế này, if mà đồ án như này là thì là lỗi lỗi là lỗi cú pháp này, gọi là syntax error. Thấy con nào? Còn khi tôi viết là 10, đây tôi viết nhé, tôi viết là 10 chia cho 0, 10 đây 10 chia 0 thì máy báo một cái lỗi ngay, máy báo lỗi là error, division error. Thì đây chính là lỗi ngoại lệ đây, cái mã lỗi ngoại lệ là như thế này. Hoặc là như thế này, hoặc tôi viết là gì? Hoặc tôi viết là 17, 67 này cộng với sâu như này thì là lỗi này cũng là lỗi ngoại lệ. Là error. Thì như vậy là có rất nhiều lỗi ngoại lệ khác nhau. Nhưng ở trong sách thì trong sách tôi có viết, tôi đưa ra một số cái mã lỗi mà chúng ta hay dùng mà tức là hay lỗi hay 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 nhìn thấy nó đấy nhé. Để tôi kiểm tra trong một chỗ khác thôi, cái là các bạn xem trong sách giáo khoa nó có nhé, tôi quên này. Nó khoảng hơn một chục lỗi mà tôi đưa ra trong sách là lỗi hay dùng. Chúng ta mà biết tiếng Anh ấy, chúng ta đọc tức là chúng ta biết ngay, có cái tên như là name error hay là syntax error hay là zero division error hay là name error hay là index error, nhiều có vài cái thì nhìn vào cái lỗi ngoài này đó chúng ta có thể biết à nó là lỗi gì, chúng ta có thể sửa. Tuy nhiên ở trong chương trình, trong Python nó có hẳn một cái nó hẳn một cái phần gọi là tránh những ngoại lệ, bắt và tránh những ngoại lệ. Cái phần này là phần là phức tạp thì không có trong sách nhé. Rồi thì đó là cái phần mà như vậy là xong đấy. Bây giờ để kết thúc, tôi phải được kết thúc, tôi xin phép được làm vài bài tập nhé cho chúng ta hình dung nhé. Đây bây giờ tôi làm cái bài tập số 2 là tôi nhập cái bàn phím một dãy số nguyên và sẽ đưa vào thành một cái dãy số cho màn hình tôi in ra nhé, cho các bạn xem chỉ là như sau nhé. Đây cái phần comment tôi viết xong cái dấu này là nhập từ bàn phím một dãy số trung nguyên nhé, bất kỳ nhé, trung nguyên là như sau này. Thì viết là s bằng là input đây. Nhập dãy số nguyên, tức là cách nhau của số cách rồi, không cần viết lại để dạy cho nhé. Nguyên nó tôi tôi viết bằng ra là thành các cái dãy các cái sâu. Sau tôi mà tôi for i in main len bằng a i xong mình in ra cho đây kết quả nhé, in kết quả ra này, in a này. Ghi ra này, đây là bài thứ hai nhá. Nha, chạy thử nhé. Đây. Lỗi thì mày báo ngay trên màn hình mà ta sửa ngay nhé. Lỗi là 99 này, 100 này, 0 này, trừ 10 này, 17 này, 20 này. Đấy. Máy kết quả ngay là 99, 100, 0, trừ 10, 17, 20. Đó. Đây là cái bài đơn giản nhất nhé. Tôi sang bài số 2 làm ngay trên màn hình là tôi sẽ nhập bàn phím một cái họ tên đầy đủ và tôi tách ra phần họ, phần đệm, phần tên nhé. Tôi làm bài new, bài mới này. Bài này là bài là tên nhé, cách họ tên, cách họ
nó đang là comment này. Họ đây. Rồi, tôi làm sao cho tôi làm tạo cái biến là họ tên đầy đủ luôn, họ tên đấy nhé, bằng này. Input này. Nhập một tên đi. Rồi sau tôi vào tách nhé, tôi lại dùng a là họ tên phần tôi nhập vào nhé, split này, được chưa? Được chưa? Xin lỗi, không tôi làm này, không xin lỗi này chứ, này chứ, tôi làm hàm chứ, def là tên nha, đầu vào của tôi là s. Còn tôi là một con trâu. Phần này tôi xử lý sau phần này nhé. Phần này xử lý sau. Rồi. Tách tên này. Tôi làm cái hàm cho nó dễ. Bởi vì nó dễ như hàm này. Tách tên này. Tôi viết là A bằng là S chấm split. Rồi. Tôi sẽ tách thành ba cái là tên, họ và đệm nhé. Thì họ. Đầu tiên họ này. Họ sẽ bằng là A. Để làm rồi, tên là bằng là a len a chỉ một, còn phần vấn đề đệm là cái phần ở giữa, sao tôi phải nối lại bằng lệnh join, thì như vậy là dùng là đệm là bằng cái này rồi, dùng lệnh join cho nối lại, nói gì nối lại cái phần của a mà nằm từ ký tự thứ nhất, từ chỉ số thứ nhất nhất đến số gần sau cùng là len a, len a một. Đấy, đây là cái hàm đệm bằng cái này. Thế sao chúng ta cái dấu này thì kiểm tra xem lỗi như nào nhé. Lỗi này, len a chỉ một, có cái lỗi gì đó đây tôi không hình dung. Không đấy nhé, tên bằng cái này len a chỉ một. Không dấu bằng ở đây, dấu bằng đấy. Bằng đây a len a trừ một, đây chính là cái phần mà bắt đầu từ một và kết thúc trước trước len a trừ một, chính là cái phần mà nằm giữa họ và tên, là chính là phần đệm, và tôi dùng lệnh join thì tôi nối lại bằng cái tự là rộng như này, và mình tôi trả lại return cái tự là họ phải đệm tên, cả ba cái tên luôn, họ đệm tên đây, đúng không nào? Đấy. Bây giờ quay lại đây nhé, đây là hàm nhé, của đề trình chính này, chính là như thế này nhé, họ tên bằng input nhập dữ liệu nhé, mà sau đó là như sau đây, họ enter này, họ phải đệm phải tên bằng tên, đấy, bây giờ cái phần mềm chúng ta, cái phần mềm mà tôi đang làm rất hay, nó có hiện sẵn này, tôi chỉ enter là vào ngay, tôi gõ lại cái hàm đó nhé, hàm là họ print ra là họ để đi lại nhé, đi lại là B3 này, B4 rồi đấy, không biết B4 giờ chạy thử nhé, này họ tôi viết là hay nữa nhé, họ này hai chấm này, đệm này hai chấm này, phải này. Rõ ràng cho nó dễ nhìn thôi. Đây là tên này, hai chấm này, đây thử nhé, nhập danh là Quỳnh, anh, như vậy là họ sẽ là Trương, đệm là Vĩnh Quỳnh và tên là anh, họ là Trương, đệm là Vĩnh Quỳnh và tên là anh.
tất cả hàm chỉ là nó chỉ là hàm này thế này đấy. Được chưa? Đấy. Được rồi, vậy tôi dừng ở đây thôi. Bây giờ tôi nói thêm một ý nữa thôi, là cho giờ phút này khi bạn làm việc với hàm rồi, với biết trên cuối của chương trình lớp 10 chúng ta biết thở thành đạo về về khái niệm hàm rồi, thì vẫn có một câu hỏi là bỏ ngỏ không trả lời được, là như sau này. Câu hỏi đó là gì? Là cái việc truyền dữ liệu từ bên ngoài thông qua đấu số vào hàm là truyền theo kiểu gì nhé. Câu hỏi này, câu hỏi là cho đến bây giờ vẫn vẫn mở, và hết lớp 10 chúng ta vẫn mở, và mãi mãi là mở. Các bạn cái này học sinh hỏi các bạn và tự tìm hiểu nhé. Câu hỏi mở là như sau. Câu hỏi mở đối với giáo viên này là trong trong Python dữ liệu được truyền vào hàm, được truyền vào hàm thông qua đối số như thế nào? Nếu chúng ta đã quen với Pascal và C rồi, thì chúng ta thấy là ở trong Pascal và C, trong Pascal nhé và C, thì việc truyền dữ liệu vào ấy, được truyền dữ liệu vào thông qua tham số thực sự ấy, truyền dữ liệu vào thì nó có hai kiểu truyền, chúng ta nhớ lại nhé. Một là nó gọi là tham biến, truyền vào như một cái biến, và hai là đây là tham trị theo Pascal mà như vậy. Nhưng còn ở trong Python thì như thế nào, là tham biến hay là tham trị? Đấy, câu hỏi đặt ra là trong Python này nó là gì? Đấy, là gì? Nó là tham biến hay là tham trị hay là cái gì khác? Đấy, thì câu hỏi này là mở, phải là mở. Thoát luôn câu hỏi này, trả lời như sau, trả lời của nó là vô cùng khó. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất rất sâu nữa chúng ta mới trả lời câu hỏi này. Cho nên đây, câu hỏi này là nếu sau này có điều kiện thì chúng ta sẽ quay lại sau nhé. Tôi luôn hiện nay tôi đang viết một cuốn sách mới có tên là Pascal nâng cao, à xin lỗi, Python nâng cao, thì tôi sẽ viết được cái này. Nhưng mà bây giờ không thể trả lời ngay các bạn được, nó rất là phức tạp. Trả lời luôn là nó luôn nó rất là phức tạp, và nó không là tham biến, cũng chẳng là tham trị, và nó làm bằng kiểu khác. Nhưng mà nói nôm na là gì, có hiểu là gì, trong Python thì dữ liệu được truyền vào hàm thông qua đối số là truyền như nào, truyền thông qua đối tượng dữ liệu. Nó có một câu cho đơn giản dễ, nhưng mà hiểu thế nào là câu trả lời như sau nhé. Câu trả lời chung là như thế này, là truyền dữ liệu qua đối tượng dữ liệu, truyền thông qua đối tượng dữ liệu. Ở trong Python thì mọi thứ là đối tượng hết, đối tượng dữ liệu, thông qua đối tượng dữ liệu hết nhé. Trên nó chẳng là tham biến, nó chẳng là tham trị, nó rất là phức tạp, cho nên là đó. Thì cái này các bạn tìm hiểu sau. Trước khi kết thúc thì tôi nói là các bạn hiện nay tôi đã viết được bốn cuốn sách về liên quan đến Python. Các bạn có thể tìm hiểu đây, các bạn vào đây nhé, tôi cho các bạn xem một chút thôi. Các bạn vào cái trang cái tủ sách này của tôi thì các bạn sẽ thấy là nó có cái tủ sách CS4S, thì đây nó có là đây nhé, nó có quyển là hai cuốn Python cơ bản và lời giải Python cơ bản. Thì cái cuốn này này, hai cuốn này là cuốn là cơ bản, nhưng mà nó cũng kiến thức của nó là có rất nhiều, có đủ hết tất cả những cái phần liên quan đến cả dữ liệu, cả tập hợp, cả từ điển, cả phần một con rùa, đồ họa con rùa cũng có trong trong này. Thì cái phần này là cái phần mà theo tôi là giáo viên chúng ta nên 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 biết, học hết cái cuốn này. Phần lời giải là phần cuốn lời giải là cuốn bài tập mà cho cuốn bài thân cơ bản. Bài thân cơ bản nó có khoảng hơn 350 bài tập khác nhau từ dễ đến khó, thì đây là phần cơ bản. Còn hiện nay tôi đang viết cuốn Python nâng cao thì chưa xong, chắc phải tháng 9 này mới xong. Còn hai cuốn này, một cuốn là nhập môn thuật toán và hai là cuốn Python lập trình thuật toán. Cuốn nhập môn thuật toán này là tôi muốn giới thiệu các bạn trước về cái lý thuyết thuật toán mà trong chương trình lớp 11, lớp 12 chúng ta sẽ được học cái đó. Thì đây là lần đầu tiên mà trong chương trình giáo dục phổ thông là đưa cái lý thuyết thuật toán này dạy cho học sinh phổ thông. Thì đây là phần rất là khó, rất là mới. Mà nó nhắc lại là mới khác hẳn so với từ trước, là chúng ta vẫn hiểu về khái niệm thế nào là thuật toán, nó rất là khác nhé. Từ xưa nay mọi người vẫn hiểu là học thí sinh giỏi, tức là thi như là hiện nay vẫn đang thi là kiểm tra cái bài tập là thông qua cái test đầu vào, kiểm tra xem là bao nhiêu giây là trong một bài và cái là kết thúc là xong. Nhưng cái đó là cái tư duy rất là cũ, và tư duy nó rất là gì nhỉ,
Khó nói lắm. Còn cái mới hiện nay là học sinh phải hiểu sâu sắc về khái niệm thuật toán, mặc dù ở mức độ đơn giản thôi. Thế thì cái cuốn nhà môn thuật toán là cái mô tả lý thuyết. Còn cuốn thứ hai này là cuốn là tôi cài đặt tất cả các thuật toán trong cuốn sách này mà cài đặt trên 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 Python. Thì tôi nói luôn là Python là một ngôn ngữ lập trình mà có cái cách viết rất là sáng sủa và dễ hiểu. Cho nên hiện nay là tất cả các sách viết về thuật toán đều mô phỏng bằng Python hết. Sẽ chuyển sang hết chứ không, ngày xưa rất nhiều sách thuật toán người ta mô phỏng bằng Pascal hay là bằng C hay là bằng Java, nhưng mà gần đây là các bạn quan sát ấy, là trên thế giới là người ta chuyển hết sang mô tả bằng Python. Thì Python nó viết rất là rõ ràng và sáng sủa, rất là ngắn gọn. Nó có cái chuyện là viết thu ra thuật vào đó, làm cho cái chương trình nó rất là đẹp, cho nên là người ta hay chuyển sang. Và bây giờ cái tư tưởng, cái tư duy mới là nên tư duy theo cái cách viết của Python. Thì đó là cái phần mà tôi vừa trình bày xong nhé. Như vậy là hết, chúng ta mất quá nửa tiếng đấy, và nhưng mà không đủ thời gian. Nhưng mà hôm nay dừng ở đây đây nhá. Chúng ta không, bà có ai có hỏi gì không nào? Tôi kết thúc này. Cảm ơn Có thầy. ai có khó hiểu không? Dạ Không hiểu hiểu ạ. ạ. Có gì mà không hiểu là các Không bạn, hiểu các không bạn thầy ạ. nếu không hiểu là các bạn hỏi lên trên đấy nhé, hỏi lên trên trên nhóm nhé, tôi sẽ trả lời nhé. Dạ Vâng vâng ạ. ạ. Vâng ạ. Dạ cũng hiểu được một ít Em thôi cảm ơn thầy ạ. thôi được Cảm ơn rồi, thầy. em Xin chào Cảm nhé. ơn thầy.